Ủa, quan đi ngõ nào mà em không thấy? Thầy quên là quan chuyên môn đi lòn hả? Quan chuyên môn đi cửa hậu. Ừ, ngồi ở đây. Sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ, vợ cho uống gặp mặt rồi mà chưa cho ăn. Vợ cho uống gặp mặt rồi phải không? Dạ. Chưa ăn miếng nào ha? Dạ. Để rồi xong việc rồi cái tôi dẫn thầy về nhà, vợ thầy cho thầy ăn. Dạ cấp. Ngồi đi. À, tôi sẵn ngồi chờ đánh cờ, tôi gỡ lại cái hôm qua coi. Ê Lệ Cửu. Dạ. Đi mua bình trà với lại bánh mứt gì đi để tao đánh cờ với thầy Đề coi. Dạ mà mua trà nước hả quán? Ừ. Dạ. Tao là chó hả mày? Tự nhiên là tao ngồi cái mày ngó tao mày nè. Tao chó hả? Dạ ừ. Phải tiền hả quán? Tiền cái gì? Tiền mày bỏ tiền ra mày mua về cho quan hiểu chưa? Dạ mấy lần trước con đi mua quan nó có trả tiền. Mua là quyền của mày. Dạ. Trả hay không là quyền tao chứ. Thưa quan. Thế mày ngu hả? Thưa quan, để cũ luôn đi để con đi cho quan. Rồi mày đi mua đi. Ghi nhớ đi. Nghe chưa? Dạ. Nghe không? Lập công cho mày túi không. Thầy Đề nè. Dạ. Hôm rày rồi có ai kiện cáo gì không vậy hả? Dạ, hôm rày nhờ ơn đức của quan cho nên trong huyện không có ai thưa kiện gì hết trơn à. Vậy à? Dạ. Nhờ ơn đức của tôi à? Dạ. Không ai thưa kiện hết. Dạ. Mình lấy gì sống? Dạ. Làm quan mà không ai thưa kiện là lấy cái gì sống? Thầy phải hiểu điều đó chứ. Thầy là thầy Đề, thầy phải đi suối người dân. Đốc dân, nghe không? Cho người ta kiếm chuyện, phải đi kiện, đi thưa. Rồi mình mới có chuyện mình làm. Chứ nếu mày đứng đây mày nghe lén rồi nghe mày. Làm gì vậy? Dạ đứng nghe. Nghe cái gì? Tao nói công khai chứ có gì đâu. Để nó đi. Thấy không? Coi kỹ rồi coi có vụ kiện nào không? Dạ, có vụ này mà em thấy nhỏ quá em dám thưa lên quan. Nhỏ quá phải không? Dạ. Có nào có máu mặt không? Dạ có. Có tên Trùm Sò đứng nguyên đơn. Trùm Sò đứng nguyên đơn? Dạ. Giàu có không? Dạ không biết giàu không mà hột xoàn nó cá bụng gì. Hộp xoàn nó cả bụng hả? Dạ. Yeah. Chỉ là nó giàu rồi chứ sao không? Dạ. Yeah. Giờ chuyện bé là mình phải xé ra to. Dạ. Yeah. Nắm thật có tóc chứ không ai nắm kẻ trọc đầu. Tóc đầu đâu có tóc đâu mà nắm. Kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm thầy coi tôi ra tay. Hiểu yeah. chưa? Dạ yeah, hiểu. Thầy coi tôi làm việc. Dạ. Yeah. Để mà học hỏi. Thấy không? Dạ yeah, dạ. Yeah. Lệ Cửa. Dạ. Yeah. Rồi chúng nó vào. Cho mời Trùm Sò lý trưởng vào. Hai cái thằng này múa đều dữ. Dạ, con lý trưởng cồn hên, có chút lễ gì tiền diễn quan, nhờ quan trên nhận cho. Lý trưởng nữa hả? Dạ. Mai mốt đến hầu quan uống nước chanh cho nó nhiều nghe không? Dạ. Nói quan không có nghe được cái gì hết. Trời ơi. Không à. Quan à, ông này mà uống nguyên giường chanh cũng vậy. Nói cái gì nói rõ quan nghe. Dạ dạ con lý trưởng cồn hết, có chút lễ di thiền nhờ quan nhận cho. Vô lễ. Dạ. Đem lễ vật hầu quan vậy à? Dạ. Cũng phải càng ngày càng dễ vui đó mà. Tại dạ. sao mà đem lễ vật tới hầu quan? Dạ. Lễ vật có gì? Dạ trà rượu bánh mứt. Trà rượu bánh mứt thôi à? Dạ bẩm quan, dạ còn có nhang đèn và giấy tiền vàng bạc. Dạ. Cúng ai vậy? Dạ cúng cô hồn. Dạ. Trời ơi quan ơi, nó nói mình là cô hồn đó. Dạ. Nó nói hồi nào? Nó chỉ nói nó cúng cô hồn khơi khơi vậy thôi. Tự nhiên là thầy nhận mình là cô hồn vậy đó. Thầy làm thầy đê mà thầy không có sáng suốt gì hết trơn cái trỏi rồi thầy đê. Dạ. Thiệt là mệt chứ thầy ghê không biết bao nhiêu lần rồi vậy đó. Dạ. Lễ vật đâu? Dạ. Lễ cửu. Dạ. Đem về cho bà. Dạ. Dạ quan, ở trên đó còn cái gói nữa đó quan. Cái gì nữa? Dạ còn một cái gói. Gói gì? Dạ, gói vuông vuông nữa. Vuông nữa. Dám hối lộ hoàng quan vậy à? Dạ. Lần thứ nhất quan tạm thời tha cho. Dạ. Lần sau cũng vậy. Rồi. Cái câu này quan nghe rõ nhất nè. Đem về. Dạ đem về á quan. Dạ con đem. Mày đi đâu hả? Dạ đi cửa trước. Cửa sau. Coi cái nào xấu á, cho quan biết để quan đổi lại nghe không? Dạ. Trùm Sò đang em. Dạ.
Mày giàu có lắm hả? Dạ bẩm quan, không biết em có giàu hay không mà nhà em ruộng cò bay gãy cánh. Muốn gãy chúng tao cho gãy. Dạ. Hai đứa bay đứng ở đây đi. Dạ. Chờ quan xét xử coi ai rồi sao nghe chưa? Dạ đội ơn quan. Ừ, đứng đó chờ đi. Dạ. Lễ cửu. Dạ. Cho đòi Thị Hơn. Cho đòi Thị Hơn. Ủa sao quan ra anh đây hồi nào vậy? Trời ơi, kế bên mà không có nhắc nhở gì trơn coi vậy. Thấy quan đi lạc là phải kéo vô chứ. Dạ dạ, em có đi theo chứ mà tại quan thấy. Thấy đi theo rồi thầy làm gì em lưng tôi vậy? Dạ, em tưởng lưng quan là cái bàn em giết. Trời ơi, quan quan, làm gì? Dạ dạ dạ. Làm gì ra cái gì hết trơn? Vụ kiện thưa đó phải không? Dạ. Thị Hơn. Dạ. Thị Hơn có nhận lời khai trong đơn này có đúng vậy hay không? Lý trưởng xã Đại Giang chứng rằng trùm sò nó bị mất trộm, mà tên trộm đó là một thằng đuôi. Nó vừa trốn mất khi hồn lại còn phóng hỏa đốt điếm cành, mà làng xã chưa bắt được kẻ gian manh. Dạ thưa quan, bây giờ em mới biết được chuyện bắt trộm ở nhà ông trùm. Em chỉ thấy họ ập đến nhà em vu oan rằng em chứa đồ ăn trộm. Vậy à? Rồi họ hùng hổ muốn bắt em. Nếu em hạ tiền chẳng chịu lo tiền. Vậy là Lý trưởng Hà này nó muốn kiếm chuyện phao vu cho phụ nữ đã đẹp mà lại hiền. Chắc chắn nó sẽ phải vô tù, đã mất chức mà còn bị đóng gầm. Dạ 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 dạ, quan cho con quá quan ơi. Đồ mất trộm hồi tối hôm qua đó được kiếm ở trong nhà của y thị của Trùm Sò đó quan. Dạ ơi. Phải đó quan. Dạ thưa quan. Đồ mất trộm Trùm Sò nằm trong nhà thị Hến. Dạ. Chắc chắn y thị của Hòa Tử đồ giả. Thầy đi. Ờ nhưng đúng quan quyền. Nhưng mà phải có nguyên nhân. Không lẽ đàn bà gái đẹp gì mà đi ăn trộm? Đúng đâu quan, đàn bà đẹp đâu bây giờ mà đi ăn trộm đâu. Được rồi, Lý trưởng nghe ta xét xử nghe. Dạ. Thị Hơn. Dạ. Hãy trả lời rõ ràng cho quan nghe. Dạ. Quan che chở cho. Dạ cảm ơn quan. Tại sao có đồ mất trộm ở trong nhà? Dạ bẩm quan. Kể từ lúc giữa đường gãy gánh, em lo thủ tiết đến nay, thân cô đơn phải tìm cách sinh nhai, dựng quán nước qua ngày mua bán. Ghi vô giữa đường gãy gánh. Dạ có gãy thiệt không vậy? Dạ thưa quan, đã gãy 2 năm. Ghi vô. Dạ 2 năm. Ê khỏi ghi, cái này để tôi nhớ tôi xử được rồi. Tiếp đi. Dạ bẩm quan, rồi bỗng trùng lý pháp sư ba mạng với cốt đồng vô ác ấp vào nhà. Họ nói rằng mất trộm tôi hôm qua, em qua trừ chia lời cùng đạo tặc. Trời ơi tôi mất đâu mà còn đôi nói tôi đạo tặc nữa. Đấy này. Rồi thầy Lý rồi nè,
Em vẫn là vẫn thầy Lý nè quan. Sao? Em xin khai tiếp nè quan. Nói ta nghe. Có quan trong lưng là em yên tâm lắm đó. Trong hết thảy luôn chứ không phải cái lưng không. Quan muốn chống chỗ nào quan chống. Em giờ cũng đâu có chồng đâu mà em sợ. Cái câu này dễ thương, ghi vô. Khỏi. Để tôi xử được rồi. Quyện quan ơi, thần gái giá chồng phòng không, chiếc bóng sớm tối quạnh hiu chẳng có ai bầu bàn. Em thao thức từng đêm lê sầu khắc khoải, nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng. Tuổi phận cô đơn không người đối tượng, lại bị vu oan chưa chấp đồ gian bơi. Người ám hại em phải biết tính làm sao, nhờ quan đoái thương tình. Em đang yên ổn làm ăn bỗng tai nạn thình lình. Quan nghĩ coi 100 bạc số tiền lớn lúc bán buôn ế ẩm, thì em chạy đâu ra một thân quá mùa phòng không. Thầy Lý liền nổi giông gió đùng đùng, nếu không nạp thì phải dạy lên quan làm tư. Em năn nỉ thế nào cũng không được, giờ quan trên mình sẽ cho em. Đúng rồi đó quan, ông thầy Lý nó cũng vu quan giáo quả cho người ta nè quan. Quan đập ổng đi, quan cho người đập ổng, bắt ổng đóng chăn đi quan. Chọi cái ly này vô mặt mày. Ủa gì vậy quan? Ai cho mày ngồi vậy hả? Mày ngồi mày nói chuyện với tao nãy giờ tao tưởng mày bạn tao không à? Ra cái đứng. Em lộn, em tưởng em là bạn quan. Hết nói thầy đề rồi. Thế tôi hở cái thầy chớp, tôi hở cái thầy chớp vậy đó hả? Dạ à, sao vậy? Dạ em tưởng quan bỏ em hốt. Bỏ cái gì bỏ? Chưa có gì hết sao bỏ? Xin lỗi quan. Bậy bạ không à? Dạ quan cũng đừng trách thầy đề, tại em cũng có nơi nương tựa nên em nhảm hốt đại. Không có được. Hồi nãy hến nói là hến không có bầu bạn. Dạ. Đừng nên có bạn rồi có bầu. Dạ. Qua đây ngồi nè. Dạ cảm ơn quan. Kế thằng này nguy hiểm lắm. Giờ nằm chờ queo thấy ớn. Thằng Lý trưởng này quá quát phải không? Lễ bác. Dạ. Đánh nó 30 hèo cho nó bỏ tội. Dạ. Cái gì vậy, động đất hả? Ngủ hả? Ngủ rồi quan. Vậy mà hết hồn tưởng động đất. Nó ngủ đánh nó vài chục heo nó sơ thức dậy à? Cái gì dạ, nữa? Quan. Cái gì? Quan còn nhớ không? Nhớ sao? Trong một đêm mưa tầm tã, một người một ngựa băng rừng lượt suối. Ngắn gọn đi. Thầy có dài dòng mất thời gian quá. Dạ thì người của quan phủ tới đây gửi gắm Lý trưởng. Lý trưởng này làm Lý trưởng tới già chết thôi không ai thấy được. Vậy à? Dạ. Tới chết mới có người thay được phải không? Dạ. Cho nó uống thuốc đi, cho nó uống thuốc chết đi. Bậy bạ. Không được. Cho nó xuống chết đừng ở tù hả? Em ý kiến tầm bậy. Cảm ơn thầy. Dạ. Đó thầy đề là phải nhắc nhở với cái chuyện đó. Dạ cảm ơn quan. Lễ bác. Dạ. Bao mâm này về đi. Dạ. Kỹ lưỡng nghe, đồ dễ bể đó nghe mày. Chuyện ra đi. Chuyện chưa? Trời ơi, tưởng thị hết không? Thôi, cảm ơn ông, tôi đi về. Thầy Lý, thầy Lý ơi, thầy Lý đi đâu vậy thầy Lý? Tôi đi về. Trời ơi, ở đây tôi sợ quá. Dạ. Ông ở đây ông chơi với quan đệ đi. Quan Nguyễn vui lắm. Thầy Lý ơi, đợi em với thầy Lý em về luôn thầy Lý ơi. Trầm xa. Dạ. Vào hầu. Quan ơi, cho em bỏ em xù đi quan, cho em về đi quan. Xù cái gì? Dạ, em nhớ má em quá quan ơi. Tự nhiên mày đi thua kiện người ta cái mày nhớ má mày hả? Dạ. Vô đây hầu quan. Dạ vô. Quỳ xuống đó. Dạ quỳ. Quỳ xuống. Dạ quỳ.
Quỳ xuống. Dạ quỳ rồi. Cái thứ gì quỳ hay đứng cũng không phân biệt được mà. Quan thông cảm bị nó lùn quá mà. Mai mốt rồi tập kéo lên cho cao như Thị Hến vậy đó biết không? Dạ. Kéo hoài cũng đâu có ra đâu. Nó đứng nói chuyện con mà con mỏi cổ con chết là sáng giờ chửi lộn gì không? Mày thấy khổ cho Thị Hến không? Dạ. Mai mốt nói chuyện Thị Hến bắt cái ghế đứng nói chuyện hiểu chưa? Dạ. Trùm sò đó em. Dạ phải. Đồ đạc mất trộm là của trùm sò phải không? Dạ bẩm quan, đêm 23 em bị mất trộm, qua ngày 24 em gặp cụ mất trộm tại nhà của Thị Hến, quan hãy hỏi kẻ qua trữ đồ gian thì sẽ rõ đó quan. Được rồi. Tan lễ, vật đó quan. Lễ cửu. Dạ. Đem về cho bà. Hả? Quan ơi, đồ của em mà quan lộn quan. Anh Kiểu. Đồ của em á anh Kiểu. Anh Kiểu làm gì tới ghế của anh Kiểu? Trời ơi trời. Trời ơi. Ây da trời ơi. Trời Quang ơi, đồ, đồ này của em mà Quang. Đồ của em. Lấy coi coi đồ mà tưởng nó đánh football. Đồ của mày là ở nhà mày. Tới cửa Quang là của Quang nghe chưa. Lễ bác. Dạ. Đánh 30 hèo cho nó bỏ tội nó. Quang ơi em tội gì, đánh em đâu có tội gì đâu đánh em. Mày Quang có tội lớn lắm. Dạ tội gì? Cái tội của mày là mày ỷ giàu có. Mày ỷ mày là phú hộ. Mày bắt Thị Hến làm vợ bé không được rồi mày thưa mày kiện người ta ăn cắp đồ phải không? Trời ơi. Trời ơi Quang ơi em thề. Em thề đó Quang, vợ lớn em còn chưa có, đừng có nói chi mà vợ bé Quang. Mày nói cái gì? Em chưa có vợ lớn. Tao là Quang. Tao bắt mày có vợ bé trước lấy vợ lớn sao? Quan là có quyền hiểu chưa? Dạ hiểu. Cãi hả? Đến 30 heo hết cãi. Anh Kiều. Anh ba. Đợi em chút. Hỏi cái gì vậy? Em cởi đồ. Em sợ hư áo dài của em. Nói rồi mà. Trời ơi trùng sò cái áo sợ. Rồi cởi đi. Dạ vụ gì anh? Vụ này. Ủa nãy ông Lý đưa rồi. Nãy khác. Ông Lý đưa rồi hai em, ông Lý Hùng mà. Tao nói lẹ lẹ lắm. Hoàng ý. Trời ơi, nó thương ghê. Đánh nó đi. Dạ. Ngồi đây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi. Nhìn mày đánh tao phát mệt. Đánh làm gì mua. Trời ơi. Sao? Ủa? Vụ gì nữa vậy thầy Đề? Có không? Em còn em chết liền luôn á. Không còn phải không? Dạ hết rồi. Quỳ xuống. Dạ. Tao không có đánh mày bằng gậy đâu. Vậy cho đánh bằng cái gì? Tao đánh bằng võ công thâm hậu của tao. Dạ thôi. Quỳ xuống. Dạ quỳ. Giờ hai tay lên. Dạ. Thầy Đề Vĩnh. Thầy Đề nè. Dạ. Mai mốt thầy coi lại cái giới tính của thầy. Đàn ông con trai không ai chọt cù lét với nhéo hết trơn à. Tôi là để ý thầy cả tháng nay rồi. Dạ để ý gì? Nội cái áo của thầy không là thấy kỳ rồi. Hết màu rồi hả? Mệt với thầy luôn vậy đó. Trùm sò nó sao rồi? Hả? Dạ để con coi. Nó sao rồi? Dạ để con coi. Ý, đâu bạn ơi. Thầy Đề hồi nãy mấy nhéo mày chết rồi. Chết rồi à? Dạ, chết rồi. Đánh 30 heo nó sống dậy. Dạ. Chưa Quang ơi, chưa có chết Quang ơi. Tao tưởng đâu mày hồn lìa khỏi xác rồi chứ. Dạ chưa Quang ơi. Lý ra là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng bỗng nghe tiếng quát nạt của Quang hồn sò vội vàng quay trở lại. Trở lại làm gì? Vì thương xác sò phải quằn quại với 30 ngọn rối ác hại. Ừ.
trời ơi, vậy mà người ta chẳng chút lòng thương nỡ đánh cho nó bầm dập như thương để bị người ta đem hốt bỏ bên đường. Chăn trương gì kỳ cục. Tôi thay đừng nói nữa, để tôi lầm mà tôi nấu chè. Ông bà mình nói thiệt quá không sai, khi thương trái âu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Phải chi mà tôi có đôi mái cong, đôi môi lắng lơ đã tình, đôi mắt nhung đen quyện và nụ cười giống như hằng nga. Sao có thằng này nó ước những cái điều mà không bao giờ nó có trên. Thì cũng giống như thầy thôi. Sao? Ước mơ mà ai mà không có mơ ước, đúng không? Sao? Thầy cũng từng mơ ước ông Quyện ông chết rồi, thầy lên thầy làm ông Quyện có không? Có. Ông đâu bao giờ chết đâu. Bởi vì tao mới tức. Dạ nó nói chứ em không có nói. Thầy hiền quá. Thầy vô số tội à. Ước vậy chi vậy? Dạ, để thân của sò khỏi bị quần xanh quần đỏ, mà không một ai đôi hoài thương hà. Ghi vô. Dạ. 400 quan tiền phạt. Hả? Quan ơi, tội gì quan? Lạm dụng làng hơi. Trời, trời ơi, quan ơi tha cho con, quan ơi. Ê. Dạ. Thêm 200 quan cái tội mà lau chùi huyện đường không có xin phép. Trời ơi là trời, tôi đến đây chi ơi trời, tôi đến đây làm chi ơi ơi. Trời ơi, trời ơi, ơi trời ơi, trời là trời. Thêm 400 quan nữa. Dạ. Tội gì quan? Ca nhạc ngoài luồng. Thầy đề, tổng cộng là bao nhiêu vậy thầy đề? 1000 quan. Trời ơi, quan ơi, bớt cho em đi nhiều quá, em không có nổi quan. Trời ơi. Trời đất ơi, bao nhiêu đó, không bằng ông rụng một sợi lông chân nữa mà. Thầy đề, không cần buông lời chậm bím, để cho thân sò, giờ đây phải sống đau thương, đơn đau dưới bao rồi đòn, giờ bập dập nát tan còn đâu. Tưng 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 tưng. Yo. Xin quan hãy thương cho sò, đừng dập dùi nát tan đời qua. Đời qua hả? Dạ. Tao đóng cho mày thêm 1000 nữa bây giờ. Mày mà đời qua hả? Tội gì quan? Thầy rảnh quá ha. Dạ sao? Nó ca nhạc nó làm gì làm thế kệ nó. Đứng lên tưng 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 vô. Dạ ngồi mình buồn quá. Thầy nhớ lại nghề cũ của thầy đi đờn hồi đó đó ha. Bây giờ chuyển rồi. Lâu lâu mới đờn. Thấy không? Bây giờ là hề. Của đề đề. Hiểu không? Không có đàn mà là đề. Dạ. Mệt với thầy quá. Trúng sao? Dạ. Về lấy tiền nợ phạt. Giờ phải về thôi chứ ở đây làm gì nữa. Hồi trước người ta nói hoài mà em đâu có tin đâu. Con nhỏ kia nó mới có con gà đó lên nó kiện cái quan bắt rồi đền nguyên con bò luôn vậy đó. Bởi vậy trời ngu sao ở đây em phải đi về thôi. Mày mắc đằng dưới vậy mày. Dạ. Hiểu đi về mày nói hoài. Về đi. Không có về được quan ơi. Sao vậy? Nãy vô có đôi guốc tự nhiên về đi chân không về kỳ quá quan. Mất thì bỏ đi kiếm làm cái gì. Ôi đâu được quan, trời ơi guốc cũng tiền mua chứ phải xin ai có đâu quan. Xin phép quan cho em rụt xót huyện đường này chút xíu coi. Cái gì mày? Thầy đàn. Ở đây làm gì có guốc? Dạ có, cho em khám bằng chân yêu dấu của thầy chút xíu nha. Để chứng tỏ tao trong sạch. Dạ. Xem đi. Dạ mời thầy. 2 3 dở lên. 2 3. Còn hơn tôi nữa trời. Trời ơi thầy đề mang hai cơm. Trời ơi em chán vắng mặt mày quá thầy đề ơi. Trời ơi quan gì? Dạ thôi quan em dám đâu trời. Ủa bà làm gì vậy bà? Tôi la trước sợ xét chân tôi. Trời ơi bà làm gì bà có giá lắm vậy?
Không có giá chỉ cũng được ngồi ghế đó nha cưng. Hến ơi, em thấy đôi guốc em đâu rồi? Em biết rồi. Anh Kiểu ơi. Hả? Kiểu yêu dấu ơi. Gì? Cho xin lại đôi guốc ơi. Guốc nào? Guốc đang mang chân á. Của ai? Dạ của em. Của em hả? Dạ. Lấy đi. Chiếc nữa. Lấy đi. Thôi rồi. Trời ơi, nguyên con mình như vậy hả trời. Trời ơi, thôi hết rồi, tiền đã mất còn. Lệ Cửu. Dạ. Mày không có xài được cái gì hết. Có đôi guốc mà giấu cũng không được nữa. Thầy Đê. Dạ. Bữa nay tan chầu nghỉ sớm một bữa. Dạ, chưa tới giờ về. Về đi, tôi cho thầy nghỉ sớm, vụ Thị Hến để tôi xử được rồi. Bữa nay em muốn làm thêm giờ. Thầy lúc này xiên quá ha. Dạ, bữa nay em xiên lắm. Xiên mà xiên kỳ cục quá ha. Đi về đi. Dạ, Quang anh về. Lễ Cửu, lễ bác. Dạ. Tan chầu nghỉ sớm một bữa. Để cho tụi con ở đây hầu quán. Khỏi hầu, khỏi chầu, về sớm đi. Dạ, về sớm. Nghiêm. Thằng trước bước. Bên phải quay. Chết của. Lộn hoài à. Bên phải quay. Về sớm, ngủ sớm. Trong huyện này bị chó cắn hết trọi. Không có thằng nào tỉnh hết á. Bữa nay tôi chết chỗ này. Hên nè. Dạ. Chuyện của em tuy chưa tỏ rõ, nhưng thấy em cô đơn quan cũng thương tình, từ nay nên lui tới hầu quán thì mọi việc sẽ đều ổn thỏa. Dạ. Đa tạ quan lớn đã thương. Ừ. Em một thân một mình quạnh hiu sớm tối. Ừ. Rủi ro tai bay qua rồi, đỡ nâng không biết cậy nhờ ai. Mai nhờ có quan anh thương. Tình hết lòng chở che, chứ cái quân ý tiền. Thường là quân thất đức. Mỗi khi nè. Dạ. Hình ơi, hình ơi, hình đừng có lo. Dù ai có gia tài muôn xe thì cũng không sao qua được quyền hành của quan anh. Quan hả? Em lo đêm hôm sao rồi đó có những kẻ là em cô lẻ. Đừng lo, lúc đó đã có Hoàng Anh sẵn sàng cận kề bên em để mà lo toan. Đây nè. Dạ. Kể từ hôm nay Hoàng Anh đây sẽ đích thân di hành. Quan sẽ xét từ đầu trên cho tới xuống dưới. Sáng trớn của quan đi, quan sẽ đến
để mà xét nhà của em luôn. Thôi em chịu đâu, em chịu đâu. Bộ quan bộ nghi ngờ em có qua trữ đồ gian thiệt sao mà xét vậy nè. Ừ, phải xét chứ không có. Rồi trời ơi, quan bị lây rồi. Quan là đàng hoàng lắm mà hên làm quan lãng hoàng. Gặp phải quan xét. Em muốn đứng thẳng luôn rồi, em dẹo với cái bàn luôn rồi. Bữa nay tôi chết chỗ này mà. Đừng có lo nghe không, quan phải xét để cho mọi người nhìn vào thấy là quan có đến nhà của Thị Hên. Quan xét từ trên xuống dưới không thiếu chỗ nào, nhất cử lưỡng tiện mà. Nhớ nghe không? Dạ. Tối nay dạ. Trà rượu bánh mứt hầu quan nha. Dạ. Ôi cha Điểm ơi, Hên đó, Hiểu ơi, bàn tay dễ thương quá. Cái tay mà dễ thương vậy, cái chân nó còn dễ thương hơn nữa đó. Dạ, cái bàn chân nó cũng dễ thương đâu, cái đùi nó mới dễ thương. Trời ơi, nghe tới cái đùi là tôi muốn đùi. Quan coi cái đùi nha. Ô, bác sĩ ơi, được rồi. Mới tới cái đùi là nó tới rồi. Thiệt là khổ ghê, sao mà thầy hiện hồn đúng lúc không nhỉ? Dạ. Gì đây, vô đây, chi đây? Dạ em về rồi mà em chợt nhớ ra là em quên cái bút. Cái bút? Thầy đề mà quên bút hả? Dạ. Vô kiếm cái bút rồi vậy? Dạ, dạ. Ông này kỳ ghê vậy á. Cũng hơi đó nha quan, tới cái đùi ổng vô chứ ông này em thích ăn khao câu không đó. Thầy nghe hết nói không? Dạ. Thầy là thích ăn khao câu không đó. Đâu nha. Có đâu quan. Chắc là hai người này cũng gần nhau dữ lắm mà. Dạ. Thôi quan về nha. Dạ. Khi mà quan về rồi thì Hến về nha không. Trong huyện này ngoài quan ra không có thằng nào đàng hoàng hết đó. Dạ. Quan đi ha. Dạ. Trà rượu bánh mứt chờ quan ha. Quan nhớ tới sớm nha quan. Đêm nay nha. Trà rượu bánh mứt chờ quan ha. Dạ. Đêm nay. Hiện hồn đúng lúc khâm vậy đó. Xong chuyện rồi chỉ còn nhớ quan chứ đâu có còn nhớ đề phải không? Dạ đâu có đâu. Thầy đề nói quá chứ. Đối riêng với Hến thì... Thì sao? Ai làm ơn cho Hến, Hến đều tạc giả ghi lòng. Mau nó lên quá. Nhớ chứ, nói nhớ mà mời quan huyện tới nhà không có mời đề. Dạ đâu có, cái đó là quan tự động quan muốn tới chứ em đâu có mời đâu. Còn riêng với thầy á thì hả? Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm nó quá dài. Thích nhất là cái chỗ quá già. Ừ. Vậy thì nói thiệt với em nha, quan huyện nói gì chứ tối nay không có tới nhà em được đâu. Bởi vì ở nhà quan huyện còn kẹt một sư tử Hà Đông rất là dữ. Chứ có mình đề rảnh. Tối nay đề sẽ tới nhà em. Nhớ chuẩn bị trà rượu bánh mứt nghe không? Đề sẽ ở lại tới sáng tôi nghe. Dạ em biết rồi. À. Em sẽ lo. Thầy nhớ tới nghe. Nhớ chứ. Bởi vì trong cuộc đời em và trong đôi mắt em là trọng đôi mắt em là thầy biết sao không? Sao? Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui, là thôi em về nha, cao quá em hát không nổi. Em chào thầy nha. Về đó. Đẹp mà còn hát hay mà thương đi dịu dàng quá. Vậy là tối nay mình có thể phong lưu tới sáng. Thì Hến ơi, em đẹp lắm.
Dạ, chào bà. Tan hầu rồi mà sông huyện nhà tôi vẫn chưa thấy về vậy hả ông thầy Tài? Dạ thầy Đề. Thầy Đề tên Tài. Biết hết. Nghe nói sáng nay có con mẹ hến nào đi hầu quan trông cũng sặc mắt lắm, cho nên cả thầy lẫn trò đều chết vê chết mệt. Em đâu có dám, con mình quan thôi. Cái gì? Quan tôi như thế nào? Thầy nói cho tôi nghe đi thầy Tài. Dạ. Nói đi. Dạ em nói không được, em nói quan giết em chết à. Không đâu, không có sao hết trơn á. Ở đây chỉ có một mình thầy và một mình tôi thôi. Thầy không nói, tôi không nói thì làm sao ai mà biết được, có phải vậy không? Bà nói vậy thì em nói. Ừ. Sáng nay có thị hến tới. Ừ. Quan khen thị hến dữ lắm. À. Thị hến đẹp, thị hến cao, thấy không? Gì kỳ vậy trời? Chưa thấy người đàn bà nào kỳ cục như vậy. Chồng khen con gái khác mà đứng cười. Bà không? Nói đi thầy. Dạ. Nói đi. Dạ. Nói cho tôi nghe. Em nói cho bà nghe nhưng mà em sợ tao nói em nhiều chuyện lắm. Đâu có đâu. Thầy nói với tôi thì đâu có cái gì đâu mà nhiều chuyện, đúng không? Dạ. Nói đi thầy. Ông chê thầy, bà mặt xấu như con quỷ vậy đó. Quá. Trời ơi lạ. Lạ nữa. Chê như con quỷ mà còn cười. Nói đi thầy. Nói nữa cho tôi nghe đi thầy. À, sao? Ông quỷ nhà tôi sao? Nói đi. Dạ. Quan quyện còn hẹn thì hến tối nay tới nhà. Trà trà rượu bánh mứt. Rồi ngủ luôn tới sáng. Ngủ luôn tới sáng. Dạ. Bó tay luôn rồi. Trời ơi, chồng tới nhà gái ngủ tới sáng mà cười. Gì kì vậy? Bà ơi sao nói mà bà không có chút phản ứng sao bà? Tôi nói cho thầy Tài nghe. Dạ. Khi mà người ta nói câu chuyện cho mình nghe rồi thì mình phải nghe cái đầu. Ừ. Rồi mình phải nghe cái đuôi. Rồi mình gộp nó lại có đúng vậy không? Nếu như mà nó đúng như vậy đó thì bắt đầu mình giận. Dạ. Giận xong cái bắt đầu mình tức. Tức xong rồi cái bắt đầu máu mình mới nổi lên. Nổi lên rồi mình xóm bây giờ. Mình Hết rồi, chào khán giả. Tết ra các bạn ơi. Trời ơi, hết hồn. Anh ơi, anh nói em làm quân tử, anh giúp đỡ cho em, anh nhớ anh hứa không anh? Nhưng mà cô phải thông cảm, thì tôi làm chuyện vậy lắm, mấy tía tôi biết được, cái tía tôi kêu à, tôi là con trai hư làm sao? Trời ơi, tôi cũng mang tiếng gái hư rồi nè. Không được đâu, cô thông cảm nhiều tôi đi. Trời ơi, vậy mà không ai giúp đỡ tôi hết. Thôi được rồi, cảm ơn anh, em đi về đi, tôi không nhờ. Không phải, tôi không phải muốn, tôi không muốn giúp đỡ cô mà cô phải thông cảm. Anh đi về đi, em không nhờ anh nữa, đi đi. Nhưng mà cô phải thông cảm đi. Em không nhờ anh nữa, anh đi về đi. Trời ơi cô. Em không nhờ anh đi đi. Thôi được rồi, tôi giúp cô. Lại đây đi anh. Hả? Trời ơi, tôi sợ cô luôn á. Lại đây đi, không phải đâu, em rối lắm rồi. Bây giờ vậy nè, anh ơi, anh giúp em đi. Tía em ra, anh làm sao em làm y như vậy giống như em là được rồi. Bây giờ cô làm sao tôi làm như vậy phải không? Dạ, dạ. Có nghĩa cô nói gì tôi nói theo đó, dạ, đúng không? Dạ, đồng ý không anh? Rồi, đồng ý. Dạ. Cô ơi, cô ơi, tôi núp về ổng thấy tôi không? Thấy nguyên người luôn hả? Đứng lại mày. Ê, sao nhìn tôi hoài vậy? Chắc mày đẹp à. Vô ngồi. Dạ, gì vậy? Thằng này là thằng nào? Dạ là chồng.
Anh Quân Tử, anh Quân Tử, anh Quân Tử ơi. Chồng. Tao có hai đứa con gái, mày là chồng của con nào? Dạ dạ chồng rồi. Chồng rồi. Mày là chồng nó. Mày là chồng nó, mày biết tao là cái gì của nó không? Dạ tía. Má. À, tía, nhớ rồi. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Mày bao nhiêu tuổi mà mày không phân biệt được giới tính? Dạ con, con rối quá à. Dạ. Ủa ổng đâu rồi? Anh ơi, tía anh sợ đó tía. Nghe tao hỏi. Dạ. Thằng này có phải là cha của đứa nhỏ không? Dạ phải. Mãi nhìn hoài à. Giỏi lắm. Mày can đảm quá ha. Tía, tía ơi, tụi con biết lỗi của tụi con rồi tía. Tía, tụi con biết lỗi tụi con rồi tía. Biết lỗi hả? Bây giờ mới biết lỗi hả? Dạ. Cái lỗi của tụi bay đó, tao bầm tụi bay ra tao đổ xuống sông còn chưa vừa bụng tao nữa kìa. Dạ. Tía ơi, bây giờ tía có giết chết tụi con thì sự việc cũng không có đổi thay đâu tía. Tía, gì dài quá thật tao nhớ. Tao nhắc cho. Mày muốn không? Mày nói ngoài miệng không à, trong bụng mày không có. Bởi mày đâu có thuộc. Nhắc tuồng vậy mà không thuộc luôn à. Tía, tía ơi, bây giờ tía tính sao đi tía? Tía, bây giờ tía tính sao? Tao dị ứng nè mày. Bây giờ á, có giết tụi bay á thì cũng không giải quyết được cái gì. Gạo á nó thổi thành cơm rồi. Mai á là mày nhận nó nghe. Chứ mày không nhận nghe, mày bước ra khỏi cái cửa nhà tao coi, mày còn cái hũ bay lớn vậy thôi nè. Thôi giờ tao quyết định vậy. Dạ. Hai đứa bay mần đám cưới, thằng này ở lại đây luôn, tao bắt rễ khỏi về dưới nhà. Bắt rễ ngay từ giờ phút này luôn. Không được. Bắt không phải là cái đó mà bạn sao con đi vô trọng mừng quá rồi. Đi vô. Đứa nào nghe có gia đình cũng mừng hết trơn hết trụi. Ở trọng nha. Ra tao quánh chết. Nhà tao. Dạ anh Sáu đang làm gì vậy anh Sáu? Thấy cái tướng là biết không bao giờ tập thể dục rồi. Người ta tập thể dục cũng không biết làm gì. Mới vô kiếm chuyện thôi mày. Trời ơi tập thể dục không biết tập cái gì. Mặt trời mọc bãi tám sào mà tập tôi không biết tập cái gì nữa. Ơi, hả? Mới qua nhà là kiếm chuyện người ta không? Kiếm chuyện gì? Chả kiếm chuyện tao trước mày thấy chưa? Nhà vô, này vô. Nhà tôi nha. Dạ. Để má ngồi xuống. Má ngồi má. Dạ. Dạ anh chào bác Sáu. Cảm ơn. Dạ. Mẹ dạ. Con nhà mày coi thường gia đình tao quá ha. Ủa sao bác Sáu? Sợ nhà tao không có ghế sao phải đem ghế theo ngồi. À, dạ bác Sáu hiểu lầm má con. À, má con đi ngựa mà à, phải đem theo ghế mới leo lên ngựa. Ờ ha. Cái cú này tao quên à. Bà đứng chưa tới cái đùi con ngựa mà. Thấy chưa mày? Tao đi về. Chưa đâu. Dạ. Nhưng mà về cưa bớt cái chân ghế đi. Ủa sao vậy bác Sáu? Ngồi nhiêu đó mà còn hỏng giò kìa. Nhịn. Ôi tao đi về chứ nhịn. Nhịn. Chùi hết kiếm chuyện mà cái chùi mày. Vô chủ đề. Vô chủ đề ha. Dạ thưa anh Sáu, xin phép anh Sáu cho tôi được ngồi. Đứng lên. Cái ghế này nó ngán mỡ lắm. Nó ăn xương quen rồi cô. Dạ. Dạ xin phép anh Sáu. À, xin anh hãy bỏ qua những việc đường đột như vậy. Sở dĩ tôi qua bên đây á, mà tôi không cho anh hay trước thì tôi biết lỗi của tôi rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói với anh một điều là cái thằng lượm con nhà tôi á, nó phải lòng con của anh. Cho nên tôi mới qua đây là tôi chịu phép là chịu tội với anh. Xin anh hãy bỏ qua mà thương hai đứa con.
Cô Tám. Dạ, cho tôi nói cô Tám nghe. Dạ, sao anh? Mình cùng trang lứa mà. Dạ, dạ. Già hết rồi. Dạ. Để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Sao nói dữ hả? Tôi nói thiệt với cô nha, tôi tiếp xúc nhiều người lắm mà chưa thấy ai lì như mẹ con cô á. Thấy không? Tôi mà đồng ý thì ngày hôm qua tôi đâu có đuổi đầu mẹ con cô về á. Sao mà lì quá vậy? Trời ơi. Về. Má đừng má. Về. Má nói má về là má về. Cháu nội, cháu nội. Vì thương con, vì thương cháu nội cho má mới chịu nhục như vậy nè. Vô. Vô. Dạ thưa anh Sáu, tôi nghĩ là sau một đêm anh ngủ anh sẽ suy nghĩ lại anh Sáu à. Cô lộn người rồi cô Tám. Cô biết là cô đang đứng nói chuyện với ai không cô Tám? Dạ thưa anh Sáu Bảnh. Đúng, tôi là Sáu Bảnh. Dạ. Một lời của Sáu Bảnh nói ra là như đinh đóng cột. Chừng nào cột một nó mới xúc đinh. Dạ. Như vậy thì tôi còn nói chuyện với anh được. Khỏi sao nói giờ... cô. Tôi mệt rồi. Bây giờ tôi nhắc cho cô nghe nha. Con tôi nó có nơi có chỗ rồi. Cô đừng có mặn phiền tôi. Mày nghe chưa lộn? Mày nghe chưa? Đi về. Đừng mà cháu nội. Thương cháu nội. Vô. Anh nói sao? Anh nói lại cho tôi nghe coi. Tôi lùng bụng rửa tay rồi, tôi không có nghe cái gì hết. Muốn nói gì anh nói đại ra đi, nói hoạch tẹt đi anh. Không hiểu hả? Nhiều đó cũng không hiểu. Không. Tôi nghĩ cô thiếu thước thôi chứ đầu óc cô cũng thiếu luôn à. Lùng bùng lỗ tai hả? Dạ. Qua biểu mày. Dạ. Mày đi lụm cọng lông gà cho má mày ngoái cái lỗ tai nghe tao nói. Cô nghe tôi nhắc lại một lần và không bao giờ nhắc nữa nghe cô Tám. Con gái tôi nó sắp lấy chồng. Mày nghe chưa lụm? Nghe chưa? Về cho tao. Con Sáu. Sao kỳ vậy? Kỳ cái gì? Con với món yêu nhau thật sự mà. Mày yêu nó kệ mày, con của tao tao muốn gả tao gả. Nhưng mà món yêu con mà. Tao không cần biết nó yêu mày hay không. Tụi con hơn cả vợ chồng nữa. Hơn cả vợ chồng cũng không được, quyền của cha mẹ quyết định. Nhưng mà... anh không được quyền xỉ vào mặt con tôi. Tôi cứ xỉ, cô ngồi đó đi. Tôi đang đứng. Cô đứng mà tôi vẫn xỉ được. Trời ơi. Tại trời sao ơi. Vậy? Tại sao có cái cơ hội? Xỉ sao? Xỉ cái chỗ nào xỉ cho tôi coi. Úi dạ. Tự mình hại mình. Cỡ này là xỉ được rồi. Trời ơi. Lùng mà lối hả? Tức quá con ơi, không thể nào nói được. Đỡ mà xuống con. Đi về. Má. Về. Không có má tiếp vậy. Chừng nào cha Sáu Bảnh qua nhà nói phải quấy với má một tiếng thì má mới tiếp nghe chưa. Cù lôi. Cái gì? Cô nghe tôi nói nè. Tôi đứng giữa trời đất tôi thề nè. Suốt cả cuộc đời này Sáu Bảnh không bao giờ làm xui với con mẹ Tám Xu Mô. Nghe chưa? Hãy đợi đấy. Cù chó. Má. 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 Mằng cái gì đó? Hốt ngụm gõ cho ngựa ăn. Mày nhìn đi. Má mày cướp cạn vậy đó. Có cỏ không mà nó cũng hốt kìa. Làm sao làm xuôi được? Má. Má. Má tía cái gì? Bà dìa không có được đâu. Ủa sao vậy bác Sáu? Cái ghế còn đó sao lên ngựa dìa? Ôi quên quên. Má. Vậy đi cho nó khỏe. Thấy bắt ớn luôn. Ngày nào cũng qua ám riết không ra. Mà ủa sao đi về rồi quay vô đây? Má mày đâu? Má về mất tiêu rồi. Cái ghế này sao lên ngựa vậy? Má leo lên cây phóng xuống ngựa về luôn. Ờ hen. Ai chứ con mẹ giang hồ này dám mằng lắm à. Còn sao mày chưa về đây? Con nằm đây luôn. Chừng nào cho con cứ mốt con mới về. Mày muốn nằm giả đây luôn hả? Mời. Con nằm đi. Mày nằm thử 3 năm coi tao có gả nó cho mày không.
Nó khóc kìa, nó khóc. Nó nào khóc đi về. Nhà tao nuôi mèo, mèo nó đẻ chứ nó nào khóc. Đi đi, mày vô tao quánh mày chết á. Dỗ em đi bay. Ủa trời ơi, anh anh tới hồi nào vậy hả? Anh tới nãy giờ. Tới nãy giờ rồi hả? Rồi có gặp tía em không? Có. Rồi nãy giờ có nghe tía em nói gì không? Nghe sao không? Vậy là biết hết rồi hả? Chết rồi, giờ em cũng không biết tính sao nữa. Em chẳng biết tính sao. Còn anh hả? Anh cũng chẳng biết tính sao nữa. Anh tự nhiên thôi nó mà... làm để con nít nó chịu á. Thôi đừng có khóc nữa mà. Trời ơi, thì bây giờ mình phải tính chứ sao giờ ngồi khóc hoài. Anh thôi bây giờ vậy nè, em tính bàn với anh vậy đi. Hay là em tính tạm thời vậy nha. Giờ tụi mình, hai đứa mình chia tay nhau đi. Em nói gì kỳ vậy? Thì giờ phải chia tay em... thôi chứ tía em đâu có chịu đâu bây giờ. Em quen tôi có con đã, bây giờ em xù tôi hả? Gì vậy? Anh vừa phải thôi nha, tự nhiên cái anh chửi em làm sao? Thôi mà, bây giờ anh về bển đi để em nói chuyện với tía em coi sao. Chứ bây giờ cũng đâu có biết tính sao. Trốn theo tôi đi. Sao trốn được? Anh nói vậy sao được? Hồi xưa em đi học, em lên thành phố á, em nói với tía em á là em đi học. Bây giờ em hết học rồi, em đi đâu tía em cũng tìm được hết trơn á. Sao được? Không có trốn được mà. Mỗi lần nói đến đám cưới á, cứ hẹn hoài. Tôi nè, con trai mà, hẹn hoài mà mốt về già lỡ thời ai cưới tôi nữa. Trời ơi, sao nói ngược không vậy? Em đàn bà con gái em không sợ thôi, tự nhiên cái anh sợ là sao? Thôi mà nín đi, đừng có khóc nữa được không? Nè, bây giờ về bển đi, em nói chuyện với tía em. Thí dụ mà tía không có chịu á, em trốn theo anh luôn, được chưa? Em giữ lời nha. Em trốn theo anh luôn. Anh về nha. Ừ, về đi, về, yên tâm về đi, không có được khóc nữa nghe không? Một lượm. Một lượm. Anh về nha. Về đi anh, đừng có buồn nha. Lượm. Một. Thương anh quá à. Tôi nghiệp anh quá à. Anh về đi nha, đừng có khóc nữa nha. Lượm. Một. Anh về nha. Nhớ qua nhà cầu hôn anh nha. Về nha. Lâm. Mốt. Mốt. Ủa sao 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 em xương không vậy mốt? Mày nhìn mày coi mày có thịt không? Mà mày chê tao xương. Sao mày chưa về? Dạ anh lấy ghế. Lấy đi. Dạ. Ê. Mày thấy không? Mày nhìn đi. Nó đem cái ghế mày lớn qua, nó đòi vác cái băng tao về mày không coi được. Không có, anh lộn mà tía. Lộn cái gì? Thôi mày mà... đó nghe. Không biết nghe lời gì hết à? Dạ. Đi vô nhà. Dạ. Kêu vợ chồng con ngồi ra đây. Dạ. Có hai đứa con mà chóng mặt luôn hả? Thứ gì đâu, bực bội. Cái gốm ông chơi xe lửa nữa chứ. Lớn hết rồi. Qua biểu coi. Đứa nào? Màu vàng. Nè, đôi bông tai nè. Dạ, đôi tay này của con. À. À, xong chuyện tôi về nha. Dạ. Ê. Dạ. Sao gì à? Xong chuyện rồi. Chưa có xong. Cái này á là tía đưa đôi bông này á là cho mày đeo lên tay vợ mày đi.
Đôi bông tai là của con. Ờ thì của con mua cho vợ con hay con đeo lên tai nó đi. Dạ 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 con hiểu rồi. Nhưng mà tía ơi tía, bây giờ người ta không có đeo bông tai nữa đâu, thôi hỏi. Không được. Khỏi đi. Bây giờ con có gia đình rồi, con phải đeo bông lên đặng cho hàng xóm láng giềng người ta biết là con có chồng rồi, con hiểu không? Dạ thôi. Không có, cái đôi bông tai là của con. Thì tía biết là của con, nhưng mà con mua cho vợ con hay con đeo lên cho nó đi. Không, cái đôi bông tai là của con. Tao hiểu là của mày rồi, mày nhắc lại là tía biết rồi, nhưng mà mày mua cho nó thì mày đeo lên tay nó đi. Cái đôi bông tai này của người ta chứ bộ. Tao bó tay với thằng này luôn á. Cái chơi gì kỳ vậy? Không, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Cái đôi bông tai của người ta nhưng lấy là sao? Tao lấy tới ông nội tao hả? Trời ơi, con tôi nuôi tôi đẻ gần 20 năm trời. Giờ gả cho nó có đôi bông hai chỉ vàng nó khóc thế con. Cái đôi bông tai ta cái lấy à. Dạ, dạ. Dạ, dạ sao vậy? Mày muốn khè hàng xóm không? Dạ, dạ là sao? Mày qua mày kiếm thằng nào cỡ chừng 6-7 tuổi mà đứa con nít cho nghe. Mày qua mày hù nó cho. Làm sao thế? Mày chỉ chồng mày, mày nói em chồng của chị ở trển mới gì á. Ở trển là ở đâu thế? Buôn Ma Thuột á. Đi quốm không? Đeo cho nó cho bộ đeo cho mày hả? Dạ thôi mà. Cái đầu bông tai này của người ta như cái lấy à. Người ta mất vàng, trời người ta khóc ơi. Mày được vàng mày cũng khóc là trời sao? Trời ơi đeo là chết liền đó. Trời gì đâu chết. Đeo lên. Đeo thôi mà. Trời kỳ quá, trời kỳ quá. Tôi có biết gì đâu. Ê trời giỡn thì lấy thiệt luôn sao? Tôi có biết gì đâu, tự nhiên tôi bị đeo rồi, thấy chưa? Tự nhiên như đeo à. Trời ơi, tự nhiên đeo rồi à. Chơi chấn lột. Đeo lên đi, ờ vậy đi. Có đeo là đi. Mày sửa lại. Thì quân, có vợ có chồng mà khóc thấy ớn. Cười lên đây. À, cười như vậy nó mới vui nhà. Hết rồi còn nhiêu đó rồi. Đi đâu á? Con còn đôi tay không còn gì nữa rồi lấy. Ai lấy gì mày? Tớ biểu. Mày nín không? Làm gì mày khóc? Hả? Sung sướng quá cũng khóc á hả? Sao thứ đàn ông con trai gì kỳ cục á? Trước khi mày về dưới á, mày chia tay với vợ mày, mày cũng phải tâm sự vài câu nói chia tay chứ. Chứ sao tự nhiên mày đeo đôi bông lên mày bỏ, mày chạy như bỏ của chạy lấy người á? Nói vài lời chia tay với nó đi. Thứ đàn ông gì? Thằng này yếu ớt quá, mày can đảm mày nói với nó vài lời chia tay vợ chồng như vậy nó mới đượm thấm, hiểu không? Dạ nói đi. Dạ nói không nè. Được, mày con gái tao mày không có làm gì mất danh dự. Nói. Mày con trai mày nói vài lời chia tay. Nói dạ, đi. Dạ nói, dạ nói. Nói đi mặt dạ, trời dạ nói. Ơi. Đứng ra sao tao nói. À cú này tao hố nè. Mà mày làm gì ghê? Mày làm gì mà mày đuổi tao? Ê cái chiêu này tao chỉ mày thôi. Mày nghĩ sao mày đuổi? Đâu có cần đứng ra coi bay chia tay. Thì gom. Người ta chỉ chiêu cho là còn mày đặt đuổi người ta nữa. Thứ gì đâu không. Cô ơi, cô làm ơn cô trả đồng tay. Ờ, rồi ơi, em nói cô nghe nè. Bị hồi chiều. Trời ơi. Chị nó không chịu. Mới vừa lú vô thục ra cái có chuyện liền ha. Thôi mà vợ chết mười mấy năm coi cảnh này khó chịu chứ làm gì. Cô làm ơn cô trả đồ tay em trả. À rồi ơi, em nói cô nghe nè. Bị chiều nay tới chơi. Ba mẹ nó thằng lùng này nhiều chiêu quá. Tao đi mua thuốc lá. Không coi ngó gì đâu bây. Ôi ba đồ quỷ coi chị thấy gốm. Thôi xong đây, xong đây. À, xin lỗi cô. Không, không sao đâu, không sao. Nhưng mà cô ơi, tôi vẫn nhớ đôi bông tai của tôi dạ, rồi cô ơi. Dạ em biết, em nói anh nghe nè, anh bình tĩnh đi. Bây giờ mà em trả cho anh liền cũng được nữa. Tí suy nghĩ, đứa mình không có gì là tí giết anh chứ. Nhưng mà bây giờ lấy đôi bông tai đâu, tôi về tôi cưới vợ dạ, tôi dạ, giờ tí em, tôi la tôi dạ, nữa. Dạ em biết, bây giờ vậy nè, anh 2-3 ngày nữa anh mới cưới vợ đúng không? Đúng rồi. Anh ơi, anh cho em mượn 1 ngày thôi, em làm bộ em đeo cái tí quên một cái là em hứa đó. Em phải đi kiếm anh, em trả liền á. Em hứa với anh đó. Anh ơi, anh thôi được rồi, bây giờ cũng trễ mà tôi về với tía tôi biết giờ tôi là tía tôi la nữa. Dạ dạ. Thì tôi cho cô mượn nha. Dạ dạ. 2-3 bữa nữa là tôi lên tôi lấy nha. Dạ, nhớ đừng làm mất tôi chưa. Anh tôi đi nha. Trễ giờ lắm rồi. Dạ anh đi lẹ đi anh.
đi đường này đi đường này nè. Sao vậy anh, sao vậy hả? Sao em nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ đôi bông tai. Sao nhưng trong lòng em vẫn nhớ tia. Chia tay chồng mày, mày nhớ chồng mày nhớ tao chi mày? Tía đi ra đi vô hoài mất tập trung quá. Ê cú này ép người quá đáng mày. Cái này nhà của tao mà, tao cho mượn cái sân chia tay thôi chứ. Ê, cũng phải cho tao đi vô chứ. Thì giờ tía vô đi. Thì tao đi vô phải từ từ. Dạ. Chứ lỡ hai đứa bay vui quá rồi hai đứa bay chia tay nguyên ngày rồi bắt tao phơi nắng mà nè. Ê cái gì cũng vừa phải tao bay. Đừng có mới nói cũ không có chơi à. Thứ gì đâu. Vợ chồng người ta chia tay một cái rình hoài ha. Rình thằng cha mày chứ rình. Mày lụm chiếc dép cho tao mày. Mày nghĩ sao mày nói tao rình? Giỡn ha. Mày đây mày dám giỡn với tao mày. Thì ớn luôn. Ôi, cặp này trời sinh đúng cặp luôn. Rồi sao, coi, xong rồi anh đi về đi nha. Em chạy chạy chạy. Dạ dạ nha. Đi anh, đi lẹ đi. Đi đi mà. Dạ. Rồi ơi, nói ở dưới tiếng dạ, gửi dạ, lời dạ, thăm dạ. Em ơi dạ. Mình chia tay. Chết mẹ nó, chia tới tập mấy rồi. Con kiến mới leo dây. Nam mô Di Bố Phụ. Mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phụ. Gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thúy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phà. Ngộ kỳ thời vẫn nước giới cây đa. Em ơi ơi ơi. Ơi ơi, nhà mày ở đây mà. Ê lộn. Lộn, em lộn đi. Chia tay lộn. Anh đi. Ô tại quá, tụi đây tự nhiên tôi à. Bây giờ tôi đi nha. Khoan anh đi. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số lòng. Ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm nó kêu nước lên. Rồi xong rồi. Ổng đi rồi. Đi rồi. Dạ. Nói nghe. Dạ. Chồng của con nó xài phong tục chia tay của dân tộc nào ạ? Cái ông này xin thập cảnh không hiểu nước nào đâu. Còn không? Dạ đi rồi, về rồi. Tưởng còn chứ. Thì sao tía? Tưởng còn tao vô tao lấy cái chiếu tao quỳ. Thay mặt gom luôn. Tao nói thiệt vậy, từ nhỏ tới lớn nha, tao chưa thấy ai mà chia tay mà nó sến chảy nước như này đó mày. Sến thì ghê luôn. Nhỏ quá. Nhưng mà hồi nãy cô thấy tiếc kỳ lắm á nha. Tiếc kêu hai đứa nhỏ chỉ cho chia tay mà sao tiếc cứ đi qua đi lại chứ coi hoài mắc cười đi. Tôi quánh mày chết đi rồi. Thôi nha. Không được hả? Bây giờ con lớn rồi, hiểu không? Dạ lớn. Con mặn như vậy hàng xóm láng giềng người ta thấy người ta dị nghị. Vậy. Bây giờ con phải biết con không còn nhỏ nữa. Dạ. Con có chồng rồi. Hả? Hả không? Hả cái gì? Bây giờ con đâu có còn giỡn tưng tưng như ngày xưa nữa. Mình có con rồi. Hả? Thấy không? Thôi đứng nói tầm bậy tầm bạ. Trưa rồi. Ấy à, vô chuẩn bị cho con bú đi. Hả? Tía nghĩ sao mà tía kêu con cho thằng Sumo bú? Ê thì con mày cho bú chứ không lẽ tao mày. Là được. Tía ơi, đừng chửi. Tại sao tía dạy con mà đi đứng lại mà đi đâu lòng vòng quá vậy? 3-4 tiếng hồ tía chửi con chịu gì? Trời ơi, tao dạy mày mà mày không nghe. Chửi nó sáng giờ 4 tiếng đồng hồ mà không có xi nhê về thằng này hết. Mày đứng lại sao quánh mày được? Trời ơi, cái nhà này nó rộng lắm không? Đi vòng vòng tao mỏi chân lắm không mày hả? Được ơi, tại sao con ngu quá vậy hả? Đó lòng nào mà mày lấy của mày đưa cho người ta. Mày đứng lại. Ủa mày đâu rồi? Con ở sao đây nè. Cái kia của tao cầm hồi nào á? Con đâu biết đâu. Con quánh mày chết. Được, tại sao vậy hả? Tại sao tía sanh con ra đặt tên con là được mà cuộc đời con cứ mất hoài hả con? Chửi mày sáng giờ mà tao chửi riết mà tóc tao nó mọc không nổi biết không?
Tía ơi, tao tên năng cự mà cứ chọc cho tao cự mày hoài. Tía cũng nói tía từ từ cứ lên lấy lại đôi tay cho tía. Không có lấy gì hết, bây giờ đi qua bên đó liền, dắt tía đi. Trời mua vé xe đò đi qua đòi đôi bông tai bốn vàng bốn số chín lại về đám cưới cho mày. Con hả? Mày biết mỗi rồi. Lần tao chửi mày á là tao khát nước, mà nhắc đến chữ nước là nước lấy trời nước. Trời ơi khổ ghê vậy. Chửi nó là uống nước. Nước. Tiếp nước. Nước đâu? Nước. Trời ơi, nó đưa nước uống giống như nó chiền serum mà. Kệ nó uống xong tao chửi mày tiếp. À, đã khác rồi, ra đây tí chửi tiếp con. Tại sao vậy hả con? Tại sao con không có can đảm dắt tía qua đó đòi lại đôi bông tai là sao? Thì cũng để tía thông cảm cho con vậy. Mày nín, mày không có nói nữa, tôi quýnh mày chết mày chửi giờ. Chửi hoài, sáng giờ 3-4 tiếng mồ chửi hoài. Nước. Tiếp nước. Mày cho tao uống không khí á. Hết nước rồi, sáng giờ 4 bình rồi. Hết nước mày uống, tao quýnh mày chết trời ơi. Được ơi là được. Tía ơi, tía hiểu sao không? Tại vì cái người, người cha này đẻ hai người con gái. Người chị làm lỡ, người em đứng ra làm mày, giúp mày đỡ. Mày đừng có lý do gì ở đây hết. Trời ơi, tía dạy con nghe. Ông bà mình ngày xưa có câu hay lắm. Câu gì? Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời, ông trả lời rằng tao còn bị gạt, huống chi là mày. Mày né hay quá mày. Mày đứng lại mày quánh mày chết. Trời ơi, tao nuôi mày ăn học rồi, xong mày làm thơ mày trả treo với tao hả mày? Hả? Bây giờ mày có dắt tía qua bển đây không? Bây giờ tía muốn qua bờ không? Buông. Được rồi, con với tía đón xe đò đi lên lấy đôi tay. Ừ, đi. Khổ ghê quá. Có gì thôi mà sáng giờ 4 tiếng đồng hồ xà quần. Ê tía ơi, tía ơi. Gì nữa mày? Tía nhớ không? Nhớ gì? Ngày hôm nay ngày gì mà tía đòi đi vậy? Thì ngày hôm nay. Hôm nay tía hẹn á, ông già vợ con xuống đây cho con coi mắt vợ con mà. À ha, tí xíu quên ha. Hẹn cha sau bảnh. Con qua nhà bà Tư Ú mua giùm cho tía nửa lít rượu đế thiệt ngon. Con cá nhân tía cũng mừng lắm mà, sáng giờ 3-4 tiếng rồi. Trời ơi, tí xíu nữa là quên. Chà, sao bảnh dắt con gái xuống đây con mắt. Giá trời giá Phật, làm sao con gái sao mà nó lùn lùn cỡ thằng này mới xứng à. Nó thôi là không có xứng đâu. Ơi Có vô ôi anh có nhà đỡ bị nó tẹt đó phà anh ơi. Vậy hả? Đến nay xuống đây là tranh thủ dữ lắm mà anh Nam ha. Ồ đi mình ên rồi, con gái đâu? Có con vô đây chào bác Nam đi. Vô dạ. Đó cỡ ngang vô đây cho mày làm gì vậy nè, xứng lắm. Kêu nó vô đây anh. Vô đây ngồi. Gì vậy, thấy không? Gì? Con ông hả? Con ông. Ông anh mần cái gì vậy? Bác Năm bay lẫn rồi. Ủa vậy trời ơi, con ruột con dâu cái gì vậy tí? Sao nó chênh lệch dữ rồi trời. Thằng được mà lấy con nhỏ này về nói chuyện ngước lên mỗi cổ chết à. Anh Năm ơi. Gì? Bây giờ anh lẫn rồi hay sao? Thôi ngồi đây nói chuyện đi. Khỏe không? Tranh thủ. Đó, bữa nay tôi dẫn con tôi xuống đó. Dâu hả? Thấy không? Con gái tôi đó, tôi nói anh nghe. Đẹp nết ha. Nó cũng tới tuổi lấy chồng rồi. Chứ nói thiệt, ở trong nhà tôi nghe, từ công ăn chuyện mặn ở trong nhà ha, tới Đồng An mình ên nó. Cho nó đi Sài Gòn học quá, tôi cũng coi như mất cánh tay phải anh biết không? À, anh nhìn thấy nó không? Dễ thương quá. Nói cho con anh nghe. Con cái nó hơi lớn hả? Nó cao quá ha. Cao. Nó cao giống tía nó mà. Vậy hả? Tôi nói anh nghe. Không phải là mình khen, nhưng bị là tôi với anh quá thân rồi. Đúng. Anh mà cưới được con nhỏ này về bằng con dâu nhà anh đấy không? Ừ. Tôi bảo đảm với anh. Anh sẽ có một đứa con dâu mà ở trong cái chữ nho nó có cái chữ mà diễn tả con dâu này sát nghĩa mà kinh khủng lắm nè. Tía, nói bình thường thôi, đâu cần chữ nho chứ. Không được, tía với bác Năm bày nói là phải chữ nho, hả? Để cho tía con nói. Cái đi. Chữ nho nó có cái chữ diễn tả con dâu là cái chữ bỏ lâu. Nhớ rồi, cái chữ dâu thảo. Trời không? Ơi, chữ đó có gì đâu tía. Ủa, anh nói ra anh không cảm thấy anh bị vô duyên hả? Chữ này bình thường thôi, gì đâu mà nho nho chứ chùm mà đi. Thì cái chữ bình thường coi như tôi nói ghê đi.
Nói chung là nó hiền lành, hiền lắm, dễ thương. Chưa nói đâu nghe, sau này nghe, nó mà đẻ cho anh một đứa cháu nội nghe, anh vui lắm. Cái này có tôi thích con nít ở trong nhà nghe anh nó vui, ta nói kể cả mà nó nằm nó ngủ thôi, nhìn cái mặt nó như thiên thần. Mỗi lần mà nó khóc ngang bồng cho nó bú trời, nó miệng nó chúm chím, ta nói nó dễ thương mà không tả được. Nó nghe hả? Nói vậy có cháu ngoại hả? Có được một đứa. Một đứa hả? Tía vui. Không cái bà hàng xóm bà có đứa cháu ngoại. Tôi kết bà ngoại nó mà không có bồng bà ngoại nó, nổi bồng nó cho đỡ ghen. Thế vậy không? Trời ơi, làm nghe tưởng có cháu ngoại hết hồn. Không. Ủa, nói vậy rồi con trai anh đâu? Thằng Được hả? Đi mua rượu à? Đi mua rượu à? Qua mà tư ưu đó. Tôi hay anh nhậu rồi. Tiên nói bây rồi, không có ai hiểu ý tiên bằng bác Năm bay hết. Tôi cũng có đem mấy con khô đây. Không ấy giờ dày con vô con nướng mấy con khô để chút xíu nữa. Thôi khỏi để tôi nướng giùm cho. Dạ thôi để con. Năm trước sau nó cũng mần dâu nhà anh. Vậy hả? Thấy không? Anh chỉ cho nó mần cho nó quen. Giờ là tôi chỉ hả? Chỉ cái bếp đi cho nó cái mần cho nó. Không? Dạ, dễ lắm. Bây giờ vậy nè. Đây. Đó con thấy hướng cái cây của bác không? Dạ. Con đi thẳng vô đụng cái vách con quẹo phải, đụng cái lưu nước quẹo trái, đụng cái mồ luôn, con mở cửa hậu băng ra cửa hậu, con chui qua cái lỗ chó hàng rào dâm bụt, con đứng thẳng lên con nói 88 nướng mấy con khô có người nướng. Ủa kỳ vậy? Ai hả? Hàng xóm. Trời mắc bơ nướng mấy con khô qua nhà hàng xóm nướng. Ở nhà đâu bao giờ nấu gạo, đâu có lò bếp, ăn cơm hộp không à. Bác ơi, rồi cái con nướng khô xong cái con đi đường nào con về? Thì dễ quá, thì cứ đi quẹo. Dạ. Anh cho tôi hội ý con. Trời ơi, tía ơi, đi quẹo tùm lum con không có nhớ được. Sao con mặn nhục tía quá vậy? Hả? Không, chỉ có cái sắc đẹp là mày giống tía thôi. Còn cái thông minh mày không giống tía. Nhưng mà... Tao chỉ chiêu cho. Dạ. Không nhớ đường về vậy. Bây giờ mày xin bác Năm mày nắm gạo mày rải đường từ đây tới đẳng lát hồ mày theo gạo mày về. Đúng rồi cùng ơi. Đúng rồi. Bác ơi, hũ gạo ở đâu? Giờ lấy gạo hả? Dạ. Gạo nhiều lắm, nguyên lu. Xưa giờ có ăn đâu. Đây. Bây giờ tới không? Đừng có vách nãy quẹo phải, bây giờ quẹo trái. Quẹo trái. Quẹo trái qua cái tủ thờ đứng. Quẹo trái nữa là tới ngay cái gầm giường. Dạ. Quẹo trái qua cái gầm giường tới anh Năm. Anh dẫn nó vô hốt mẹ nó nắm đi. Anh chỉ mà nó tìm được lu gạo cái tới chiều luôn á. Sao mình không nghĩ ra ha. Chỉ đi, con đi vô, chứ vô. Giờ quẹo tùm lum con không biết đường nhà nào gì mà quyền bí quá vậy. Quyền bí cái gì? Nhanh bí. Nhanh nghe anh Năm ơi. Công chuyện tôi nói đăng đăng đê đê á. Mà xuống anh là dữ lắm mà nghe Năm nghe. Đó con lấy thoải mái đi đó. Anh á mần ơn anh đi nhanh giùm tôi cái. Tôi còn tranh thủ tôi về dư. Về dư. Thấy không? Bị sắp nhỏ nó cũng không có rành. Mới nuôi mấy con heo mà. Thành thử ra đó là phải về. Gì vậy ma hả? Ai à? Hả? Gì? Hồi nãy vô đường này rồi ra đường nào? Thì ra đường này. Nhà này ra vô muốn đường nào cũng có đường đó. Có gì đâu ngạc nhiên. Trời tôi nói anh nghe cái nhà tôi kỳ cục lắm. Anh biết cái Khám Chí Hòa không? Nhà lục giác nhà tôi cỡ ngang ngửa vậy đó. Đi đâu vòng cũng lạc lọt vô cái chỗ này trung tâm hết. Ngày xưa cái thằng mà thiết kế căn nhà này tôi kêu làm 4 phần thôi. Mà nghĩ sao nó nghe lộn làm 40 phòng. Trời. Trời sai chi dữ à. Bởi vậy bực mình sức măng hết hồn luôn à. Giờ uống trà hút thuốc ra. Vậy đi. Mình uống trà đi. Giờ tôi có nhiệm vụ tôi lấy trà ngon nha. Anh kiếm cái bếp lửa đun nước sôi nha. Vậy cho nó công bằng. Tới chị cái bếp. Đi vô thẳng đó, đụng cái vách quẹo phải, đụng lưu nước, quẹo trái, đụng cái bồ lúa băng ra cửa hậu tới. Anh chỉ mẹ nó cái mương đi. Chi vậy? Uống đại nước mương đi cho tìm được cái bếp, cái teo héo luôn á. Nhà thấy gốm. Đi hồi cái hai cha con lạc hết. Không khỏi đi anh Năm ơi, khỏi nước non gì. Bị tranh thủ xuống anh. Thăm anh bữa trên cầu Mỹ Thuận có nói gì được đâu. Ê! Nhờ cái cầu Mỹ Thuận nó xây xong giờ tôi với anh gặp lại nhau đó. Mới đó hai mấy ba chục năm mà ha. Ê nói nghe, bây giờ hai mình ở đây là còn thiếu một người, hỏi thăm thử Tám Sumo khỏe không? Khỏe á, giờ đổi tên rồi, không có lấy Tám Sumo nữa đâu. Tên gì? Tám Ngựa.
Tám ngựa. Giờ ngựa dữ lắm, trong xóm mà còn ngựa được đó. Trời, trong xóm mà còn ngựa được. Hồi nhỏ trẻ đẹp ngựa có người theo. Bây giờ già chát ngựa ma theo. Anh nói gì vậy? Anh nói tám ngựa. Không phải, bây giờ bà đổi cái kiểu rồi, bà đi ngựa không à. Trong xóm mà ba bước bà cũng leo lên ngựa bà đi. Đi ngựa hả? Ờ. Là cởi ngựa hả? Ờ. Trời ơi, tí xíu là tôi nghĩ xấu hiểu lầm bạn gái tôi rồi, thấy không? Chị gớm. Nhắc bạn gái mà không biết nhục. Nhục cái gì nhục? Tôi yêu, sao tôi nói tôi yêu? Tình yêu đơn phương được không? Cũng tại vậy đó. Mà tôi với anh mới hiểu lầm nhau rồi mấy chục năm trời không gặp nhau đó. Hồi đó để mình tôi yêu đi. Bây giờ đặt xác vô hai người cũng yêu người chi. Ai biết tuổi trẻ bồng bột mà. Một bột bột. Nói thiệt anh nha. Thôi bây giờ nói chung là bây giờ không có tám. Có tôi anh nhắc là chuyện xưa tí xíu. Mà nghe xong là bỏ qua không có giận nha. Ôi ba cái chuyện nó chưa lắc chưa lờ. Giờ có cháu có con hết rồi mà giờ nhắc cái giận nghe. Chi. Ngày xưa mà cái người mà tôi thù nhất là anh. Dĩ nhiên là tình địch anh mà không thù sao được. Trời ơi, hồi đó ước gì có con dao phai tôi chém anh. Tôi giết anh chết để tôi lấy được tám. Tôi nói xấu anh cho tám nghe. Tôi nói tám ơi tám, đừng lấy thằng cha sao bảnh. Trời ơi, nó mang tiếng bảnh tỏn gì trong túi không có cắt nào hết á. Đó, lấy nó về nhìn nó đi, như một cái tấm văn ép. Cầm con dao phạt trước phạt sau không dính miếng thịt nào. Nhân thơ! Tại sao vậy? Tại sao anh đi nói xấu tôi kiểu đó? Ê, tôi nói rồi mà. Rồi nói xong nghe qua, bỏ qua, không có giận mà. Quên rồi. À. Quên. Và giận cho vui thôi, quên rồi. Thấy chưa, nói rồi mà giận. Nhưng mà anh ơi, tôi nói anh nghe. Trời hại. Hại gì? Người ta nói quả báo nhỡn tiền. Ý vậy là sao? Anh nói xấu tôi cũng có người khác nói xấu anh à. Ai à? Tôi. Lần sau bỏ mấy cái cú này được anh. Trả thù ghê gớm à. Nhưng mà tôi không có mạt sát đời tư người ta như anh. À. Tôi nói nhẹ nhàng thôi. Tôi nói vậy nè, mà nói anh không có giận nghe anh. Không giận, không hề. Tôi nói vậy nè, cô Tám cô đừng lấy thằng cha năm cự. Nội nghe cái tên nó không là sốc rồi. Cô lấy nó về nội nó cự không là cô hết hơi rồi. Còn anh nhớ mà cái hồi anh trổ mã anh đẹp cỡ nào không? Tôi nói cô Tám mà cô đừng lấy cha năm cự nha. Bây giờ nó mới bắt đầu trổ mã thôi mà cái mặt nó mụn mà như ề cơm trái vậy đó. Cô mà lấy nó xong mỗi lần cự nó ngang mụn nó bung ra cái mặt cô như cái rổ xảo luôn. Ê, xào lá. Tại sao đem cái sắc đẹp nha. Ê nói không có giận mà. Sorry là con mẹ gì. Trời ơi không chịu học tiếng Anh. Sorry mà không biết. Không biết sorry à? Không. Sorry là xin lỗi. Trời. Let's go là đuổi mày đi á. Mà chưa có go được đâu. Ngồi đi. Đó mà đó tôi nói anh nghe. Chính vì vậy đó mà tôi với anh đó hiểu lầm nhau mà không gặp nha. Ê nhắc chuyện này mới nhớ nè. Năm ngoái Tám Sumo dắt con gái Tám xuống đây đòi cưới cái thằng con trai tôi. Mới bước vô nhà tôi chửi thẳng mặt liền. Đuổi hai mẹ con về. Không làm xui được. Anh nói cái chuyện năm ngoái tôi mới đây. Nhà tôi nè. Bà tới mấy lần ngang rồi bà cậy người tới ngang. Đòi mằng xui với tôi. Tôi đuổi thẳng cánh cò vai luôn. Tôi không có mằng xui với cái thứ này. Chính vì vậy bữa nay tôi xuống anh. Tôi xuống anh là có mục đích vậy. Giờ tôi với anh là chỗ bạn bè. Thấy không? Mình mằng xui đi. Đúng vậy. Mình mằng xui để làm chi? Để cho con mẹ Tám Sumo biết rằng tôi với anh từ nay trở đi không có giận hờn nhau nữa. Đúng. Mình phải mằng cái đám cưới này gần gan lên. Đúng chi? Để con mẹ Tám mới thấy rằng tôi với gia đình anh mới là môn đăng hộ đối. Đúng. Anh hiểu không? Nói như vậy đó. Bị gì con của tôi. Ủa sao con đang... tôi đâu? Đi nướng khô rồi. Nướng khô gì cả buổi trời trời. Ê, nhà anh có nuôi gà không? Có nhốt lại không? Nhốt chi cho thể chạy vòng vòng nhà chơi nhốt. Thôi chết mẹ rồi. Gì vậy? Gà nó ăn hết gạo con nhỏ biết đường đâu gì à. Đi tìm nó giùm tôi đi. Gà ăn hết gạo à. Trời ơi nãy giờ ông chỉ nói. Yên tâm tôi là chùm cái xóm này. Nó tên gì? Mót. Mót không? Tuổi trẻ giờ học tiếng Anh giỏi lắm để tôi. Mót. I will be there 5 minutes. Hiểu không? Anh đọc thần chú gì vậy? Chú không biết cái anh hết. Có nghĩa là con năng ở đâu 5 phút bác có mặt liền. Trời ơi thôi đi đi ông ơi. Tiếng Anh tiếng U thì gớm quá. Mau mau dừng tôi cái đi. Đất ơi tía
Con đi mua rượu ở trên đây đâu có đâu con phải chị. Đứng lại. Dạ. Con đi lộn nhà. Bước vô mày. Dạ. Bước con bước tự nhiên đâu đây trời. Đứng lại. Đứng thì cũng đứng. Đằng sau quay. Quay thì quay. Ế. Hai thằng tư thâu. Một thằng nữa. À trời ơi. Mày còn nhìn ra tao không? Ám ảnh trong giấc mơ luôn. Nghe tao hỏi. Mày có phải ở cái xóm này không? Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Khó chết mẹ mày rồi con. Mày biết là bạn tao là đại bàng của cái xóm này á. Chỉ cần thai muôn nít thôi là nó lôi cái đầu mày ra rồi. Bác ơi bác hiểu nhầm rồi. Tại sao? Tôi nói rồi bác. Mày đứng lại. Trời con đứng thì con đứng. Tao đang nói chuyện với mày, mày bước vô đây. Vô. Mày vô đây. Mày đứng lại. Đứng thì đứng, đứng sao quay không? Đằng sau quay luôn nè, quay chết rồi. Mày lừa tao một lần thôi chứ. Trời ơi ám ảnh. Tại sao vậy? Tại sao mày hứa hẹn với con tao rồi mày đi luôn? Bác mày biệt vô âm tiếng luôn mà sao? Bác hiểu nhầm rồi, con không thể nào cũng giải thích được cho bác hiểu. Hiểu nhầm cái gì? Bây giờ mày phải nói cho tao biết lý bác, do nào mày bỏ mày đi. Bác đừng ép con quá, con không có giải thích được đâu mà trời ơi. Ép mày hả? Bác mày không giải thích tao quánh chết cha mày. Trời ơi, con có làm không? Thế này trời ơi. Quánh chết cha mày. Trời ơi. Đứng lại. Trời ơi. Đứng lại cho tao. Ôi trời ơi, xíu chuyện gì vậy? Ôi trời sao trời ơi. Chui xuống giường con, xuống giường. Cho mạnh, bình tĩnh. Ra đi biểu, ra đây. Đứng lại đây. Ra đây đó, xuất hiện rồi thấy không? Tao lại mày đó. Quá đường này xuất hiện này. Mày đứng lại chân thân. Chờ, đi lòng vòng cũng lọt về đây à. Vô đây. Anh Năm ơi. Gì? Sao nhà anh chỗ nào cũng có gạo vậy? Đi theo gạo, một hồi ra tới đường cái luôn. Mệt, muốn chết. Chết mẹ rồi. Nướng mấy con khô hết lu gạo à. Anh Năm. Hả? Anh tới anh cho tôi hỏi thăm. Hỏi gì? Anh có biết nhà của cái thằng lùng mã tử hồi nãy không? Biết chứ. Anh làm ơn anh dẫn tôi qua nhà nó cho tôi gặp mẹ nó đi. Mẹ nó chết rồi. Nó còn cha không? Cho tôi gặp thằng cha nó cũng được. Còn gần đi. Tôi mà gặp được thằng cha nó nghe, tôi chửi trong bản mặt thằng cha nó. Cái thứ con quan chết chủ. Cái thứ mà không biết dạy con. Ê, bình tĩnh, cái này nặng lắm á nha. Nặng không lắm có nặng, mới chửi có mấy câu mà nặng gì. Anh nổi tiếng là ngày xưa anh cự, có câu nào hay anh chỉ cho tôi. Tôi qua tôi chửi cái thằng cha nó nha. Cái thứ mà ông nội nó không biết dạy thằng cha nó, để thằng cha nó không biết dạy nó. Trời ơi. Sao lóng rè anh bèo quá vậy ta? Tôi hỏi anh có câu nào hay anh chỉ cho tôi chữ. Nghĩ sao nhìn mặt thằng cha nó rồi kêu trời ơi là sao? Anh coi tôi chữ rồi học hỏi nè. Ông nội mày không biết dạy thằng cha mày, để cho mày đi phá làng phá xóm, tao quánh chết cha mày. Cái thứ mà con quan chết chủ. Cái thứ này đó nghe, cha mày không dạy mày, để ra đường tao sẽ dạy mày. Cái thứ mày đó nghe, tôi nói thiệt với anh. Cái này chơi được nè anh. Tôi sẽ dùng cái này nè, tôi cào nguyên cái bàn thờ dòng họ nhà nó, tôi đổ xuống sông mới vừa bụng tôi. Tôi nói thiệt với anh á, nhà nông mình là mấy. Cái này đi. Tôi gặp thằng cha nó nè, tôi sẽ xả trên đầu thằng cha nó, tôi xả xuống vậy nè, để cho biết thế nào là lễ độ. Đừng có cái này cũng chơi được luôn. Cái này đó là tôi sẽ nói ông nội mày không biết dạy thằng cha mày, để thằng cha mày không biết dạy mày, tao sẽ xin phép quánh cho thằng cha mày chấn thương sọ não luôn. Phải chơi như vậy nó mới được, anh hiểu không? Chứ để nó coi thường. Hay quá anh Năm ơi, anh đưa cái chiêu này là hết nhìn ra thằng cha nó luôn. Anh nhiều chiêu quá luôn á. Tôi sẽ dùng cái dây này, tôi lấy cái dây xích này tôi quấn quanh người thằng cha nó y như đòn bánh tét vậy đó. Rồi tôi lấy một cây nứa tôi đập dập ra. Rồi tôi kẹp cây nứa trong nách thằng cha nó. Tôi nắm cây nứa tôi vuốt phá. Anh tưởng tượng cái nách thằng cha nó như cái đống bùi nhùi không? Chơi như vậy mới lợi gan. Anh nhiều chiêu, cảm ơn anh luôn.
bây giờ anh làm ơn anh chỉ cho tôi biết nhà nó ở đâu đi, tôi qua tôi xử thằng cha nó liền. Nhà nó ở đâu? Ở đây. Ở đây nhưng mà phải chỉ chỗ nào, nguyên cái xóm này ai biết nhà ở đâu. Anh phải chỉ chính xác thằng cha nó, tôi qua tôi vớt thằng cha nó liền. Chính xác. Nhìn theo hướng tay. À. Mày coi cho kỹ nha Sáu Ảnh. À. Mày thấy nó không? Đâu đâu? Đây. Đâu? Không phải tôi. Nhìn lại. À. Đó. Mày định làm đại bàng mà gãy cánh rồi phải không mày? Chân cẳng mày đứng không yên mày rung hết rồi phải không mày? Mặt mày khi phát hiện ra tao mày xanh lè phải không mày? Người Việt Nam quê dễ biết lắm. Bây giờ mày hút sáo mà nó kêu tao con mày. Kêu. Coi. Kêu. Không có. Hút. Mày thổi bóng bóng hả mày? À? Nãy giờ gây lộn hết hơi à. Du. Đứa nào tên Du kìa. Ê. Du. Sit down please. Hả. You sit down please. Là gì? Mày ngồi xuống đây. Mày giỡn mặt cái tao. Nãy giờ ngồi nhiều quá nó xuống máu cái chân. Bây giờ là để đứng đây cho nó đỡ bị xuống máu rồi chạy cho nó lẹ. Ê, mày chạy thoát không? Mày chạy thoát cái khu này không? Tao đại bàng sớm này nha mày. Bình tĩnh đi anh. Lòng vòng cũng lọt về khu này à. Anh Nam bình tĩnh anh. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Anh bình tĩnh tôi ngồi. Ngồi xuống. Anh đừng mặn tôi quýu. Mày nghe tao hỏi à. Ừ, mày ngồi xa tao ngồi gần. Nghe nói hồi xưa mày học giỏi lắm phải không? Cũng thường thôi. À. Nhưng mà tao nghĩ là cách đây 30 mấy năm rồi trí nhớ mày không có tồi lắm. Ê! Hồi nãy khi mày cầm cái này mày nói gì? Phải nhắc lại nữa hả? Ừ, để coi thử mày nhớ tới đâu chứ. Quên đi già nhớ chi. Mày nhắc lại tao nghe coi, mày cầm cái này mày nói cái gì? Bình tĩnh rồi. Tôi cầm cái đó tôi nói là lấy cái đó cào nguyên cái bàn thờ dòng họ nhà nó đổ xuống sông. Giỏi, mày còn nhớ là giỏi. Mày cầm cái này mày nói cái gì? Lấy cái đó xả trên đầu cha nó xả xuống. Ráng cố gắng lên con, còn 2 món nữa. Cái này mày nói cái gì? Cái đó tôi nói là ông nội mày không biết dạy thằng cha mày. Để tao lấy cái này để tao đập cho thằng cha mày chấn thương sọ não. Nghe nó nói không mà não muốn rối loạn hết rồi. Còn cái này mày nhắc tao nghe coi mày nói cái gì? Cái đó quên rồi. Nói tao giết mày chứ. Đừng giết để nói. Nói liền. Cái đồ gốm quá. Nói. Tôi nói là lấy cái dây là quấn quanh người cha nó như là đòn bánh tét vậy đó. Xong rồi lấy cái cây nứa đập cái dập ra. Xong rồi kẹp cây nứa trong nách thằng cha nó. Rồi đứng từ đằng xa nắm cây nứa vuốt ra. Nghe nó nói không mà hai cái nách nó muốn rớt ra ngoài. Tao không hiểu cái sức tưởng tượng mày ghê quá. Ê, tại sao mày nghĩ ra cái cách gì ghê gớm vậy mày hả? Mày nói tao nghe coi tại sao vậy mày ha? Sao ảnh mày nói anh từ từ anh bình tĩnh đi. Tôi nói thiệt với anh nha. Phải có lý do chứ. Lý nếu do không sao? Có lý do tôi hỏi anh. Tôi gặp nhiều thằng thanh niên ngoài đường. Tại sao tôi không đòi vô cào nhà nó mà tôi chui vô đây? Tôi chui vô đây coi như là chui vô chỗ chết rồi. Anh phải hiểu được tâm trạng của tôi. Anh mới thông cảm được cho tôi. Đâu phải tôi muốn như vậy đâu. Phải không? Nhưng mà có lý do cho nên tôi phải như vậy. Ủa thôi. Chứ đâu
anh làm gì đương nói chuyện mà chơi cò cò? Cái gì vậy? Bà mẹ mày, mày biết tao hay giật mình, mày đập bà một cái nguyên cái lòi tói rớt xuống đập vô cái chân tao. Cái đó anh tự mằng mình, anh tôi đâu có mằng. Trời ơi, cái bóng chân cái tao đâu rồi? Trời ơi, không phải cái nóc kia. Sao mày ác quá vậy hả mày? Bảnh ơi bảnh. Không, mày ác quá. Anh phải bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh trở lại tôi nói cho anh nghe. Nếu mà anh Năm ơi, anh có nằm trong hoàn cảnh của tôi anh mới biết mình cũng là gà trống nuôi con, mà đỡ hơn tôi là anh có con trai. Trời ơi, tôi phải biết làm sao đây? Mày biết mày mới nói đi chứ, mày nói hoài lòng vòng hoài ai mà hiểu. Thì nó có chuyện tôi mới làm vậy chứ tôi làm vậy làm gì? Nó bị nữa hả trời? Mày thấy tao giống con vịt cổ lùn chứ? Tin nấp về nó có thấy tôi không trời? Trời ơi, vậy là đủ một cặp rồi. Tao giết mày chết, tao giết mày chết. Không, bây giờ anh vậy nè, con anh còn đó, anh kêu nó ra đi, hỏi cho ba mặt một lời đi. Mày được rồi, tao kêu thằng Được ra, tao giết mày. Kêu được đi. Phải Monique sư phụ mô khô. Trời, trời ơi, ở nhà không đi bay tới hàng xóm được đó. Ai chở con ra nông nổi đây con hả? Con anh đó rồi, con tôi đâu? Con nè Tía, mày về đây. Trời ơi Tía ơi, con tìm đường hoài mới được cái nè, giờ không có đường lên chui mày dưới đi đâu lên vậy nè. Đó bây giờ đi có tìm. Ba mặt một lời đó, nói được rồi con nói cho mọi người nói biết cho cha đã biết. Ba nói tía tía rồi rụng nụ. Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, knock out. Được, con vô địch. Vô địch cái gì? Sao giống quá trở đài à? Tía con ngủ, tía con mệt là ngủ vậy đó. Thôi nói vậy là nãy giờ nói qua là chưa nói gì hết. Ủa nói chi nữa? Thôi thôi thôi. Tía ơi, bây giờ nói là nói là tía. Dạ tía nói Sao mới tía mới hiệp hai mà rụng đủ sớm quá con. Trời ơi, bây giờ giờ tôi nói ra cũng không được mà không nói ra cũng không được là tôi xin anh mà nói ra là tía tôi giết tôi chết. Bây giờ vậy đi, tôi tính vậy là anh giải thích với tía anh, tôi giải thích với tía tôi. Chị đem tía chị về đi. Tía tía về tía ơi, tía về hả? Xong rồi về giảng tuồng à? Giảng tuồng rồi. Sao đi coi thằng nữ dân ngủ linh kỳ mà mới nghe cành xong ta xỉu mất tiêu. Bởi vậy con về con phải kể cho tía nghe. Rồi về con kể cho. Tía ơi vậy tía ơi. À, ai thắng con? Thắng thua gì ở đây? Tía thắng rồi trả knock out không con? Trời. Ủa về hết hả? Ủa nói vậy nói chưa? Có ai chưa nghe đâu mà nói. Nó không nghe thì nói cho tía nghe. Tía qua tía chửi gia đình đó. Bây giờ tía muốn nghe không? Muốn. Bây giờ tía muốn biết cái người lấy đôi bông tai mình là ai không? Muốn biết. Cha con sống ảnh đó. Còn nữa, chị Mốt đã có con với người khác làm sao gả con cho chị được?
Cái này mới knock out thiệt hả? Tía, tía ơi, tía. Đi đâu đây? Anh ơi, em qua báo cho anh tin mừng nè. À, tin gì vậy? Tụi mình sắp được ở gần nhau rồi. Hai đứa mình? Dạ. Ở gần nhau? Dạ. Được rồi. Gì vậy? Ờ, không dám đâu, không dám đâu. Không, thiệt mà, em nói thiệt á. Thôi, thôi, anh thôi, ơi, thôi. Bây giờ anh chịu khó anh nói má. Qua nói chuyện với ba em một lần nữa đi. Xong rồi là hai tụi mình được ở gần nhau à. Thôi, qua bển để cho ba em chửi má anh nữa hả? Không có chửi nữa. Trời ơi, ba giờ đổi tính rồi. Ba đổi tính một mình em biết thôi. Anh với má sao biết? Không, em nói thiệt mà. Bây giờ ba em ở bển là chỉ mong có một mình má anh qua rồi nói chuyện hai tụi mình thôi. Anh nói không được là không được mà. Tự nhiên cái đạt người ta bỏ vậy không có thương con gì hết. Em nói thiệt với anh nha, ở nhà hả, con mình hả, trời ơi, ngày nào cũng vậy, từ sáng đến chiều hả, cứ nói chứ mẹ ơi, con nhớ bà nội quá, con nhớ bà nội quá. Con mình mới gặp bà nội nào đâu mà nhớ. Quên. Không, nhưng mà nó nhớ anh. Trời ơi, anh biết sao, từ sáng đến chiều luôn, không ăn không uống gì, ngồi hả cứ thẫn thờ vậy nè, nói trời sao con nhớ bà quá, con nhớ bà quá, con nhớ bà quá, con nhớ bà quá. Dạ. Ba cũng nhớ con nữa. Thấy thương lắm anh ơi. Từ sáng chiều nhắc ba hoài vậy đó. Con mình mới có tháng mấy sao biết nói. Sao em quăng quá hả? Không phải. Anh ơi, em thấy mà. Mắt con mình nói lên điều đó. Em nhìn thấy. Con của mình có mắt biết nói hả? Mắt y chang mắt anh lồi ra một cục vậy đó. Vậy hả? Anh, bây giờ sao anh? Bây giờ em bình tĩnh đi. Má đâu, má đâu? Bây giờ anh phải dũng cảm lên. Anh thuyết phục má qua nói chuyện với tía em một lần nữa. Nhớ không? Nhớ. Nhớ nghe không? Bây giờ em về bển em đợi nghe không? Nè, qua liền nha, lẹ lẹ nha, em đi nha. Cẩn thận nha. Má ơi, má, má. Cái gì vậy? Má, 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 má. Đi con đi, làm đi. Cái gì giống như nhà trái vậy? Đi lẹ. Đi đâu? Đi qua nhà bác Sáu Bảnh. Trời đất ơi, mày điên hả? Qua bển cho cha già dịch giận nó cho chửi tao hả? Mày có điên không? Vậy là má không có thương cháu nội của má. Con nói gì kỳ vậy? Cháu nội của má không thương, má thương ai? Cháu nội của má hả, nhắc má hoài luôn á. Cái gì? Cháu của má nhắc má hoài. Tối không ngủ, không ăn, không uống gì hết. Trời ơi, tội nghiệp cháu. Nói không? Nói như sao? Con nhớ nội quá. Con nhớ nội quá. Nội ác lắm, nội ác trời lắm. Trời ơi. Con nít còn biết má ác nữa. Trời Phật ơi. Nó có thằng mấy mà sao nó chửi má dữ vậy con? Không, con của con có cái mắt biết nói. Cái gì? Con của con có cặp mắt biết nói. Dạ. Lạ quá ha. Bây giờ con là con của má nè. Dạ. Má nhìn vào cặp mắt của con. Sao má? Tại sao con xạo quá vậy con? Mày vừa phải thôi nha. Tao nói tao không qua là không qua, mày biết chưa? Nhưng mà ở bển có một người đang trông ngóng má mà. Ai trông ngóng má? Bác Sáu Bảnh với ai? Sáu Bảnh hả? Ừ. Ai nói với con hả? Mốt mới qua đây nói nè. Nó mới qua đây nó nói. Ừ. Thiệt vậy hả con? Thiệt. Trời ơi, lượm ơi là lượm ơi. Sao? Trời ơi, má suy nghĩ đâu thì đúng đó, má có cái giác quan. Không cần phải qua nhà Sáu Bảnh. Thế nào cha Sáu Bảnh cho cũng giác cái mặt cho qua đây. Con tin má là như vậy. Nếu bác Sáu không qua thì sao? Nếu mà bác Sáu không qua thì má với con qua nhà bác Sáu. Má hứa với con. Trời ơi, má là má của con thì má nói má mới giữ lời. Quan hô má. Con ơi. Hôn má một cái. Con vô tắm ngựa. Tao vô tắm ngựa đi con. Dạ. Nè. Dạ. Con cho nó uống thuốc cho mạnh khỏe rồi má qua nhà bác Sáu nghe con. Trời luôn. Đâu giỏi quá. Con vui là má vui rồi con ơi. Trời ơi, con của tôi. Ủa, ai đây? Con chào cháu. Con ai hả? Má ơi, cháu không nhận ra hả? Con là con gái nhỏ của ông Sáu Bảnh nè. Ủa, con của ông Sáu Bảnh nè. Dạ. Chà, lớn sợn quá. Con ngồi đi con. Dạ, cháu ngồi. Sao có chuyện gì con qua đây vậy? Tám ơi, hả? Tía nói là mang cái gói quà này qua đó. Nó là coi như là tía tặng cho Tám. Hả? Tám nhận cho tía vui.
của tía con tặng dạ, cho Tám. Dạ. Thôi bây giờ Tám nhận cho tía con vui. Dạ, nha con. Dạ xong. Thôi Tám đã nhận rồi nha, đừng có giận nữa nha. Giận gì? Chứ con báo tin. Thôi thôi khoan khoan, con đừng có về vội. Con ngồi đây đi để vô cho con lượm á, hay ra nói chuyện với con nghe được con. Dạ. Nói đi. Đây, lượm à. Lượm. Ủa cái thằng này mới đây theo đâu rồi? Tía ơi, con thích người ta thì tía bắt con tới đây làm sao vậy? Cái người con thích không? Ủa? Ý à. Ôi trời. Ủa dạ, anh có sao không? Ủa trời. Có sao không? Không sao, không sao. Dân rượu mà. Mấy cái này chuyện thường. Đi bình thường được mà. Có sao không? Không sao mà. Có dồi. Hả? Có dồi. Anh kêu em gì vậy? Tên dồi. Thôi. Trời ơi, em nói với anh nhiều lần rồi, em là con gái đó, anh kêu cái tên em phải kêu cho đàng hoàng đi. Anh mà kêu như vậy hả, đi ra đường á, người ta nhìn á, người ta nói em là con dồi á. Tôi biết mà tôi phát âm không có được. Không sao đâu, cái gì mình cũng phải học hết. Thay em chỉ cho. Nhưng mà trước tiên anh học á, em muốn hỏi á, anh có cái lưỡi không? À, em có lưỡi? Hỏi kỳ quá. Rồi thay lè lưỡi ra. Lè lưỡi. R. R. Okro. Okro. Ikroi. Ikroi. Quyền rồi. Quyền rồi. Rồi bó tay. Nó không có được mà. Thì bó tay rồi thôi, muốn kêu gì kêu. Nói nghe nè. Nghe. Khỏe không? Em khỏe. Anh khỏe không? Khỏe. Lâu mới gặp ha. Thôi đừng nhìn đi. Nhìn kỳ quá rồi. Kỳ quá. Kỳ rồi. Nhìn nhìn cái gì. Nói nghe nè. Nghe. Lâu quá mà mới gặp á. Có dồi ơi. Ơi. Tôi tưởng đâu á, tôi với dồi gặp nhau ở nhà dồi á, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Ai ngờ hôm nay được gặp ở đây kỳ quá. Kỳ quá. Mắc cỡ à. Có dồi á, tôi vui giống, có dồi có vui giống tôi không? Tôi đâu có khùng. Sao mà tự nhiên nghĩ tưng tưng lên vậy hả? Tại tôi vui á. Thôi nói nghe nè, lại đây. Em hỏi nè, em nghe tía nói á, là tía với chị em á về nhà anh, rồi người lớn hiểu lầm rồi gây lộn, mà cái chuyện đó có không vậy? Trời ơi có, tôi tưởng đâu chuyện đó chỉ xảy trong giấc mơ, ai ngờ nó xảy ngoài đời thiệt luôn. Chết rồi, chuyện mà xảy ra như vậy rồi, em hỏi thiệt nha, anh có buồn không? Buồn sao không buồn, mà người tôi buồn nhất á, là dồi á. Ủa sao buồn tôi vậy? Dồi vô tư á. Tôi để ý dồi, thầy dồi không biết gì trơn hết trời á. Tôi còn định thưa tía với tôi á, cưới dồi làm vợ nữa kìa. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi. Tại sao vậy? Cứ mỗi lần tôi nhắc tới tên dồi với tía của dồi á là tía tôi chửi gì lắm. Tôi biết mà, tôi bây giờ cũng đâu có giống như anh thôi. Ở dưới quê á, cứ mỗi lần á tôi nhắc tên anh hay tên tía anh á, tía tôi cũng không có chịu. Anh được à? Anh được biết không, tôi trông gặp anh mấy ngày nay đó, tôi muốn nói với anh gì nè. Tuy á là hai đứa mình mới quen với nhau trên chuyến xe mình đi về quê mình, mà tôi thấy á anh thiệt bụng lắm, anh tốt nữa, không quen không biết gì tôi hết á mà nhận tội cho tôi. Bị tía tôi la mé một chút xíu nữa tía tôi giận, tía tôi đánh nữa, cho nên tôi xúc động lắm. Tôi nói anh đừng có cười tôi nha, tôi cũng có cảm tình với anh nữa. Tôi lo lắm, tại vì người lớn á, cứ gây lộn với nhau hoài như vậy á, tôi sợ cái chuyện của mình không có xong. Cho nên tôi trông gặp anh á, anh là con trai nè, anh quyết định đi. Anh tính như sao á là tôi nghe lời anh hết á. Anh tính đi anh. Bây giờ cô dồi cho tôi quyết định phải không? Dạ, anh quyết định đi. Bây giờ dồi thương tôi, dồi nghe tôi quyết định nha. Dạ. Bây giờ tôi quyết định gì? Dạ. Không mấy tôi bỏ dồi tôi lấy người khác đi ha.
Ui chà. Làm gì vậy? Anh sao, chị bỏ sao, tôi vậy? Sao sao cho tôi xuống sông vậy? Tại sao anh bỏ tôi? Thì muốn để người lớn khỏi gây lộn tôi mới làm như vậy thôi. Người lớn gây lộn mắc cái gì tôi bị bỏ hả? Như là biết tính sao? Tôi nói thiệt với anh á, anh là con trai mà anh hèn như vậy. Anh hiền quá, anh yếu mềm như vậy tôi cũng không thích đâu. Tôi giận quá tôi bỏ anh luôn. À, dồi ơi, đứng lại, tôi tỏ bày tâm sự này. Dồi ơi, dồi ơi, có lẽ thượng đế xin tôi đã nhầm ngôi sao sâu. Anh, có lẽ tha rồi đó. Hát dở quá bỏ luôn. Ê, dồi ơi, dồi ơi. Có dồi. Dồi ơi, dồi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm dương dân mai người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm dương dân mai người đi. Tư phù ngô khó. Đợi tí con, đợi tí. Em lên tí ơi. Trời ơi. Ông nhận ba. Ô, mày hát dở quá. Bởi vậy người ta bỏ con mày, tí còn chọc con nữa. Trời ơi, tí nói cho con nghe nè, ngày xưa mà tí lấy được má con là cũng nhờ 6 câu giọng cổ á. Ha. Mày ca gì đâu, người ta bỏ mày là phải rồi. Bây giờ tí dạy nè, dạy một lần cuối cùng nghe rồi không bao giờ mà tí dạy lại nghe chưa? Dạ. Dạ. Tí dạy. Ví dụ như con gái người ta bỏ đi. Dạ. Con mạnh dạn la lớn cho cô ta đứng lại. Dạ. Em! Người ta đứng lại bắt đầu quất câu giọng cổ. Dạ, con. Em ơi, có lẽ thượng đế sanh anh ra và đặt tranh nhằm một ngôi sao xấu quá. Hả? Xấu được rồi, còn quất thêm chữ quắc cho nữa ha. Quất chữ quắc cho nó thê thảm. Hay quá à. Thế cho nên đời anh cứ lao đao khốn khổ, chứ xin một lần yêu em mà không nói được nên là. Hay quá ta. Hết rồi mà. Con già rồi mà. Thì sự... giỡn hoài đúng không? Giỡn gì mà. Ta vậy còn giỡn được nữa. Ê mày nhỏ thấy dễ thương á. Ha. Xứng mày á. Nó tên gì á? Mày tên Dồi ạ. Tên nghe sóc hàng mày. Dạ. À tao nhớ là con Dồi này là em thằng Trường phải không? Là sao? Dồi Trường á. Trời ơi. Vừa với mày mày giỡn với tao không mà. Nửa ngoại tên người ta vậy nè. Sao? R. R. Octro. À. Ít rồi à. Quyền Dồi hả? Tao tạc cái bây giờ. Phát âm phải âm gì nghe tao cười vô mặt mình. Bởi vậy người ta chửi con hoài rồi. Đẻ mà đã tin được mà không có được thì mất hoài à. Nghe tiếng nè, học hỏi lần cuối nè. Nhìn cái khẩu hình mồm. R. Ồ rồi. Y rồi. Quyền Gồi. Hay quá à. Cha nào con nấy luôn ha. Anh dễ thương hơn chữ mày chữ này ghê quá. Ôi. Ê nói nghe nói nghe. Dạ. Nhưng mà con bé này là con thứ mấy của bà Tám à? Là Tám nào? Tám sumo. Đâu phải Tám sumo. Chứ con ai? Nhưng mà con thích người này à, tí cho con cưới con người thích này. Nhưng mà nó là con ai? Con sáu bảnh. Sáu bảnh. Dạ. À con nhỏ này có phải là em con gì? Mốt dạ. Mốt. Con à được. Nó nhỏ con nó xứng với mày là một cặp mà được á. Tí đồng ý hả? Bây giờ gì? Tí ơi con nói nghe nè. Tí tính gì ha? Dạ sao? Sang năm đừng có gả lại. Không gả cho con bà Tám nhưng mà gả mày với Hà Bá. Trời ơi. Mày dở thật đó. Mày nghĩ sao tao vậy nè? Xui với cha sao mạnh mày. Con thương người ta mà tí ơi. Mày kẻ mày. Tao không chịu. Mày hiểu chưa? Mặt sẽ qua khỏi đầu. Tí mày dạy mày là mày phải nghe. Tao với thằng cha số ảnh không có làm xui gia được. Mày hiểu không? Chỉ làm với bà Tám. Còn mày không chịu thì thôi. Mày chết. Mày nghĩ mày có hơi dài hả mày? Tao hát giọng cổ tao chưa lặn kiểu mày nổi. Mày lặn hơn tao hả mày? Lên đây tí dạy việc coi. Con. Trời ơi. Sao bóng bóng nó nổi nhiều quá vậy trời. Đừng nhát tí. Tí sợ lắm con ơi. Đừng. Được ơi, tí nhảy xuống cứu con đây. Yêu. Tí không biết bơi. Có chó bơi được là. Cứu tí con ơi. Rồi chim. Tí ơi. Tí ạ. Trời ơi, tí xạ tí ớn luôn nha. Nước cái tấm mắt cá thì cũng chết đuối. Mày tưởng tao bắt không được mày. Chỉ có cách này mới bắt được mày. Không dám bộ chết đuối để bắt được mày. Nó nói à, nè, tí dặn lần cuối cùng à, bây giờ không nghe lời tí thì mày đi bụi đời nha con. Nhưng mà con không thích con. Không thích cũng phải thích. Tám thì như bắt con. Bây giờ ngồi đây.
chờ tám sumo mô ra nói chuyện. Chừng nào mày làm rễ nhà này ha thì mày mới về nhà tao, hiểu chưa? Thích con sáu bảy rồi này tao lên ra làm quả tao cắt cổ mày. Được rồi, con làm cho tía vừa lòng. Mày nói không được tao vô tao nói nha. Tám ơi, lớp tám. Ủa dạ, ai đây? Dạ con là được. Hả? Con cũng năm cự hả? Con có năm cự được đấy hả? Dạ. Chà lớn xộn ha. Con qua đây có chuyện gì không con? Dạ tía con nói có tí quà gửi cho lớp tám ạ. Trời, quà của tía con tặng cho tám hả? Dạ. Tám nhận cho tía con vui nghe con. Dạ. Ủa sao mình mấy con ướt mem vậy con? Mới tắm à? Hả? Mới tắm. Tắm đâu? Ao à? Trời, bên kia sao con không tắm, tắm bên đây? Thích cái ao bên này, tắm ao bên này. Rồi sao ạ? Cái gì vậy bác tám? Chết mẹ mấy cá dồ rồi trời. Hả? Ao cá dồ. Ngày nào bác cũng đi thăm nó trơn á con. Trời. Cái gì vậy con? Nghe chưa, ao cá dồ ngày nào cũng đi thăm hết. Tía nghe rồi con, tía đang chịu đựng nè con. Còn chuyện gì nữa không? Muốn nói với bác không con? Sao không quên hết trơn hết trời ta? Sao vậy con? Khi nào con té xuống cái ao này ảnh hưởng không? Bây giờ con không nhớ gì hết trơn nhớ à? Nhớ gì trơn hết trời. Trời ơi, về bây giờ tía con. Chào chào Tám, Tám khỏe Tám. Dạ, chào anh Năm. Mời Tám ngồi. Dạ, nhà của tôi. Quên. Dạ, tôi mời anh ngồi. Có nhiều đó cũng nhớ. Cảm ơn Tám. Dạ. Tám khỏe ha? Dạ thưa khỏe. Lâu quá mới gặp lại Tám. Dạo này sao mình mấy anh cũng ướt mem vậy trời? Ướt mem hả? Nói nghe xui lắm. Hồi nãy đang chèo đò qua sông tấp vô nhà Tám. Trời, dạ. Đang nửa chừng có đứa nhỏ giỡn lấy hòn đá chọi cái bốc đụng mình rớt té xuống sông vậy trời. Không phải đâu, không phải đâu. Tắm chung ao cái dồi với con luôn. Trời ơi. Tắm đâu à? Tắm ao đâu mà sức tắm chút nước chút xíu à. Yeah. Nó nhảy xuống cái đó bị trợt chân nó té. Yeah. Tưởng là nước sâu. Yeah. Sợ nó chết. Yeah. Nhảy xuống cứu nó lên. Vui quá. Giỡn vui lắm. Yeah. Tám khỏe ha? Dạ thưa khỏe. Cảm ơn bữa nay nói thẳng với Tám là vậy. Dạ. Tôi với thằng Được cũng thu xếp công việc gia đình. Dạ. Đồng án xong. Dạ. Qua đây để nói với Tám một điều. Dạ. Trước là xin lỗi Tám cái vụ năm ngoái. Dạ. Sau đó là nói cho Tám nghe. Yeah. Là cái chuyện giữa tôi và Tám. Yeah. Nhưng mà trước khi đặt vấn đề nói. Yeah. Yêu cầu Tám tắt cái quạt trần. Lạnh quá. Dạ tôi đâu có xài quạt trần đâu anh. Sao không xài? Quạt phù phù á, không xài. Dạ bên... Trời ơi. Mày giỡn mày. Sao mày không quạt, mày quạt cái tay tía mày. Lạnh muốn chết luôn. Đi. Đi chỗ khác đi, đứng gần mày hôi quá. Không phải mùi con đâu, mùi của tía, tía ơi. Cô dồi ơi, cô dồi ơi, cô dồi đứng lại, cô dồi ơi. Dồi. Được này nó lớn quá à. Lớn là khoái. Càng lớn càng giống anh. Khoái ăn dồi trường không? Dồi. Dạ, anh nãy nói cái chuyện câu. Gì nói nhớ rồi. Dạ. Gặp Tám bàn số công việc. Dạ. Thứ nhất là xin lỗi Tám, Tám nhớ cái vụ năm ngoái, Tám văn gai Tám rồi qua tôi chửi xối xả mặt không? Trời ơi, bữa đó là thông cảm. Yeah. Đi coi thầy rồi thầy nói bị ma nhập. Vậy ha. Quỷ ám. Yeah. Bị khùng khùng điên điên mát mát. Yeah. Cho nên mới chửi Tám. Yeah. Hôm nay là dắt Được qua. Yeah. Để gặp Tám mới đi đến quyết định như vậy nè. Yeah. Bây giờ tôi với Tám còn con cách cuối cùng là hai đứa mình phải tìm cách làm xui với nhau. Hả? Là lấy lại cho thằng Được với con gái Tám mà năm ngoái dắt á, cho hai nó sum họp với nhau đám cưới thật là linh đình, rồi tôi với Tám sẽ đứng ra mời thằng cha sáu bảnh qua đây. Dạ. Cho trả dự cái đám cưới. Dạ. Này xin phép ngắt lời không, của không, anh đừng để tôi bàn tán hết không xong. Phải tôi muốn không, nói tôi với bàn anh chị. Xong là bắt đầu Tám muốn nói gì Tám nói, hiểu không? Là bởi vì sao? Bởi vì tôi là năm cự ha, nói ra mà đụng không là có, không vừa ý tôi muốn nói với cự. Anh là bây giờ cái bây chuyện giờ đây anh nói là tôi nhà hiểu của Tám. Dạ đúng rồi, dạ tôi ngồi tôi nói xong là Tám muốn quán biểu gì Tám nói, hiểu không? Tôi nóng lắm mà. Bây giờ mình quyết định đám cưới thiệt lớn. Trời ơi, mời. Anh nghe tôi nói nè anh Năm ơi. Ngồi xuống. Đã nói rồi hai lần rồi, để lần thứ ba lặp lại hoài bực mình quá. Không phải mình... tôi muốn nói anh ngồi xuống. Ê, tôi cự lên làm mệt đó nha. Tôi cự lên làm mệt đó. Để tôi nói hết đi. Rồi chị muốn nói gì chị nói. Mà ngồi xuống. Tôi đâu có đứng đâu. Sorry. Dạ không có chi. Thấy chưa, cãi quay cãi lại không nhớ gì hết. Dạ nhớ rồi. Bây giờ quyết định gì? Tôi với Tám ngồi làm xui với nhau, cho hai nó đám cưới, tổ chức đám cưới đàng hoàng, mời cha sáu bảnh qua dự hết. Bây giờ anh nói xong rồi phải không? Xong. Bây giờ những lời của anh nói thì tôi nãy giờ tôi nghe rõ ràng lắm. Ừ. Mà bây giờ tôi thấy cái chuyện này đó nó không có được anh à. Sao không được? Là tại vì
con tôi đã có chồng rồi. Vậy có chồng? Dạ. Ủa sao anh cười vậy? Không giận táo giỡn quá. Không có, tôi không có giỡn. À, tôi không thích cái kiểu đó nha. Hồi nhỏ giỡn được, bây giờ cứ lớn lên cứ giỡn giỡn. Không có, tôi nói nghiêm chỉnh, không có giỡn à nè. Nghiêm. Dạ. Chỉnh. Dạ đúng rồi. Nghiêm. Tốt. Dạ. Dạ. Không có giỡn. Dạ không giỡn. Nó có chồng rồi. Dạ. Đứng lên. Trời ơi. Có chồng tại sao không cho tôi? Tôi không cho hay là không có cho hay rồi sao? Hả? Nhưng mà đám cưới của tụi nó phải mời tôi qua dự chứ. Tôi không thích bơi rồi sao? Ngồi xuống. Bộ anh điên à hả? Anh tên Năm Cự rồi đúng, ai anh cũng cự hết trơn hả? Anh nên nhớ rằng tôi là đàn bà quá mà. Đây là nhà của tôi. Tại sao anh nói chuyện mà lời với đàn bà mà la anh cự tôi hoài vậy? Sorry. À, nhưng mà tôi không có tin. Anh không tin nhưng mà đó là sự thật. Sự thật. Nhưng mà bằng chứng đâu? Trời, bằng chứng đó hả? Đúng rồi, phải có bằng chứng nha. Được rồi, anh là bạn của tôi. Tôi chiều anh. Anh ngồi đây anh chờ nha. Lấy đi. Trời ơi, cuộc đời giờ sao dễ quá. Nói vậy ra cũng tin. Phải có bằng chứng, đám cưới phải chụp hình. Đám cưới là phải có video chứ. Ví dụ như mai mối đi Đài Loan, Hồng Kông nó còn giả được. Không chi phải đây là thiệt chứ. Phải coi mới tin được chứ. Cái gì nói. Đây nè, hình đám cưới của con tôi nè, anh coi đi. Gì nhìn hoài già rồi. Được ơi, đi sanh con ra đặt tên con là được. Sao cuộc đời con mất hoài? Tính. Thôi đừng có buồn anh Năm à. Tôi với anh không có duyên làm xui với nhau. Thôi tụi mình đợi thôi, với kiếp khác. Đừng nói nữa. Không, tôi nói đây là... Mới hôm qua còn hùng hùng hổ hổ, bữa nay như cọng bún thiêu thì gốm. Tôi cọng bún thiêu kệ tôi, chị đừng nói nữa. Tôi đâu có nói gì đâu. Nghĩ sao già cả rồi, giờ này còn quỳ dưới chân gái gian xin tình yêu mới ghê. Chị nói gì, chị nói được rồi, tôi quỳ dưới chân chị. Tôi có đâu mà còn gì nữa. Ủa, nói gì không đúng. Màn hình đây rồi, âm thanh đâu? Bên này nè. Âm thanh màn hình dồn một phát một thôi. Màn hình mỏng mà rõ nét nè. Mày khỏi cần cắm anten nó cũng rõ mà. Ê, muốn nói gì nói đại, mày đừng có móc lò nha mày. Thua rồi thì về đi chứ đó, ở đó làm chi cho mang nhục. Đúng, tao về thì cả cha tao. Tao về là không phải tao sợ cái bản mặt mày đâu. Mà tao về tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày nữa, hiểu chưa? Ai muốn nhìn ông? Ôi anh Năm, anh Sáu ơi, mình là bạn bè với nhau không mà. Có gì đâu mà phải như vậy. Tao nghe, nó nghe. Dạ. Cuộc đời này đừng tin ai hết. Dạ. Mỗi tấc đất là một kẻ địch. Anh muốn nói gì? Cái thư này đừng có chơi nó. Dạ, bảnh tỏn mà ông túi không cắt, cắt nào. Thân hình như tấm nhắn ép, cầm dao phạt trước phạt sau dính miếng thịt. Thứ này lừa thầy phản bạn. Nguy anh hiểm. Năm về hả anh Năm? Ừ. Thứ mày á. Thứ mà nói xấu bạn bè như vậy mày. Thì nó đi sông nước á, coi chừng Hà Bá nó ăn mày giờ. Xin lỗi mày, Hà Bá chứ mấy nó khoái thịt tao. Nó khoái xương mày, nó quất xương mày với xị đũa đã rồi con. Sơ. Thứ đàn ông gì kỳ cục á. Kỳ gì mày? Nói chuyện người khác không? Gì? Thứ này rồi đây nè, coi nè, cũng uống nước nữa à. Xin lỗi mày uống nước gì? Mày uống rồi có con. Mày coi đây. Trời ơi, coi chừng đó anh Năm ơi. Bưng. Nguyên cái dồi vô họng rồi. Thằng này kỳ cục nha. Là vì nó không có uống. Nó chơi nước sông không à. Nó chê nước suối nhỏ. Cái thứ này nè. Ôi, hên mấy chục năm tao không gặp mày chứ tao gặp mày chết 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 luôn. Không lẽ mình đuối lại sao ta? Ngày xưa đuối được, giờ đuối chết à. Không được, phải nói cái chuyện này thôi. Mạnh dạn lên đi. Sao bảnh? À,
cô Tám mới qua chơi hả? Ngồi đi, ngồi chơi cô Tám, rót nước cô Tám uống bay ơi. À, cô Tám ngồi chơi. Dạ thưa anh, nhà này nhà của tôi. À, phải ha, hèn gì nhìn cảnh lạ ghê ta. Dạ anh ngồi đi. Dạ, mời cô Tám ngồi. Dạ. Dạ. Ý gì vậy? Gì ướt nhẹp hả? Năm cự mới ngồi đó. Bởi cái thứ không ưa sao gặp hoài vậy trời. Gặp cái mặt không ưa rồi tới khúc dưới cũng dính mày luôn là sao? Thù triền kiếp hay sao mà? Xin lỗi. Xin phép ngồi. Cô nói gì vậy trời? Đứa không chửi quá trời giờ nói gì được? Không nói thì bể chuyện hết. Phải nói thôi, một lần cũng phải nói. Cô Tám à, trời ơi. Trời ơi, làm tôi giật mình vậy trời ơi, tôi chắc tôi chết quá. Xin lỗi, bị tôi không hiểu sao con người tôi ốm mà sao nó hăng ghê luôn. Ý tôi muốn nói như vậy. Dạ. Mới hôm qua đây, dạ, tôi sao? Nằm ngủ. Dạ. Tự nhiên tôi nằm mơ. Có cái giấc mơ kỳ lạ lắm. Mơ là tôi với cô hai đứa mình lấy nhau. Trời ơi. Trời ơi anh không, sao không. Vậy? Xin lỗi cô. Chắc có lẽ vì cô nhan sắc quá. Cho nên tôi lẫn là tôi nằm mơ thấy con tôi với con cô hai đứa nó lấy nhau. Tôi mặn như in như là ông bà báo mộng là mình phải làm xui á. Thì ngày hôm nay tôi muốn qua đây, tôi nói chuyện với cô, đặng tôi mời cô qua nhà tôi một lần, để cho rồi cái mình bàn một cái. Sao tôi nói quá trời mà mặt cô hình như không có áp phê. Tôi không dám qua đâu. Có gì đâu không dám qua, hàng xóm láng giềng cô qua hoài đó, bây giờ qua chơi. Thôi qua thằng anh chửi tôi hả? Không có đâu, tôi là nào biết chửi ai đâu trời. Trời ơi. Không có, qua chơi đi. Tôi nói tôi không dám qua. Qua thằng anh chửi tôi nữa là sao vậy? Tôi đâu có chửi ai đâu. Trời đất ơi, anh mới chửi tôi sáng xả mấy bữa nay mà anh nói gì kỳ vậy? Chứ cha có không ta? Trời đất ơi. Có không? Anh chửi tôi mà anh hỏi tôi có hôn là sao? Có chừng ai đồn á. Trời, đồn cái gì? Anh chửi tôi mà anh nói ai đồn là sao? Có thiệt á hả? Vậy chứ sao? Hay là ma nhập ta? Trời ơi. Chắc ma nhập á. Nếu anh nói ma nhập thì tôi bỏ. Vậy đi. Tôi không có nói gì hết á. Nhưng mà tôi nói thật với anh á, từ ngày mà tôi qua nhà anh á, tôi bị anh chửi cho tới ngày hôm nay đó, anh biết là tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên không? Sao vậy? Đâu có. Còn gì hỏi sao vậy nữa là sao? Mỗi lần tôi leo lên giường tôi ngủ á, vừa chợp mắt thôi cái mặt của anh nó hiện ra. Ngồi lên bàn ăn á, mới vừa cầm cái chén lên với đôi đũa lên tính già thì gương mặt nó hiện ra, thì làm sao tôi ăn ngon ngủ yên được? Không lẽ ốm ốm về mà quyến rũ dữ vậy sao ta? Trời ơi, tôi không có giỡn với anh đâu nghe, tôi nói thật. Ủa, cô nói tôi hiện trong chén cơm của cô luôn hả? Vậy chứ sao? Sao cô diễn tả hồi tôi như cô hồn vậy? Thì chắc có lẽ anh cô hồn các đảng, anh ám ảnh tôi, anh biết chưa? Không có đâu, bây giờ không có nữa rồi. Hết rằm tháng 7 là bỏ rồi. Bây giờ cô thử qua một lần nữa đi, không có tình trạng này đâu. Thiệt, cô thử qua đi. Tôi thề đó, nếu mà là tôi là số bảnh là một lời tôi nói ra. Thôi, tôi xin anh đừng có thề cái câu này nữa. À, ngu ghê. Đóng vô cục chuối hơn. Cô qua đi. Anh kêu tôi qua. Mặt quá thành ý nè. Tôi nhìn thì tôi tin tưởng rồi đó. Thành ý quá phải không? Cười là vô hệ rồi. Tôi nói thiệt với anh, hồi nhỏ tôi bị anh, rồi lớn tôi cũng bị anh. Vừa phải thôi nghe anh. Cú nhỏ hụt rồi. Tôi bây giờ đây là ý kiến của anh. Anh mời tôi qua, bây giờ tôi bằng lòng, tôi sẽ qua nhà anh. Bây giờ công chuyện này đó,
tôi giao hết cho anh. Không, không. Anh tổ chức, anh muốn làm gì? Không, không, cô Tám. Cái này là tôi muốn mời cô qua. Còn tất cả công chuyện là tôi để cho cô tự động quyết định hết. Cô biểu cái gì tôi mặn hết. Thôi tôi cảm anh rất là nhiều. Thôi bây giờ anh về anh mời bà con dòng họ của anh, chồm xóm của anh lại đi. Rồi bên đây tôi cũng vậy nữa. Rồi tôi với anh phối hợp với nhau để mà lo cho hai đứa con, anh thấy sao? Ôi vậy vậy thì được quá, chưa thấy gì nữa. Cái chuyện bà con thì cô yên tâm. Tôi hô một phát nó tới nhà một ề luôn á. Trời ơi tôi cảm ơn anh. Cô yên tâm. Bây giờ mình phải mặn cái đám cưới này cho nó gình gan lên. Dạ. Bị chi? Để mình che bớt đi. Dạ. Để nó có con. Trời ơi thôi ơi, trời ơi tội nghiệp tôi quá. Tôi giấu từ hồi nào tới bây giờ anh nói vậy tội nghiệp tôi. Cái máu hằng kìm không có được. Đúng, mình phải mặn cái đám cưới này cho gình gan dạ, lên. Dạ đúng chị. Rồi. Để cho người ta đừng có biết cái đám của mình á là. Anh kiếm ai vậy? Coi chừng cha Năm Cự. Nó hay rình lắm, cũng bị rồi. Để cho người ta đừng có nói cái đám của mình là cái đám phú phạt. Cô dạ, hiểu không? Dạ, đúng rồi mình. Phú phạt thì nói phú phạt cũng sợ gì. Trời. Bởi vì sao không chồng mà lại có con, người ta sẽ nói giống cái lon sữa bò. Năm Cự. Gì? Đàn ông gì kỳ cục vậy? Sao đi rình chuyện người khác? Đâu rình đâu, tại nói lớn quá người ta nghe. Thứ này nha. Thôi anh vậy là thứ. Thôi tôi nói thẳng với bà anh Năm ơi, anh Sáu ơi, tội nghiệp tôi quá đi. Tôi nói anh nghe nha. Cái gì? Anh á là hồ đồ lắm. Anh không có chịu bình tĩnh suy nghĩ. Anh về nhà, anh kêu con gái anh ra, anh hỏi đầu đuôi câu chuyện. Việc nhà thì tối mà việc ngoài đường sao nó sáng quá vậy? Anh nói vậy là ý gì? Được rồi, tôi về tôi hỏi con gái tôi nha. Nếu không phải như vậy đó nha, tôi qua nhà anh tôi đòi nợ danh dự á. Khỏi cần. Anh Sáu, anh Sáu ơi, anh Sáu. Trời ơi, tội nghiệp tôi quá anh Năm ơi. Tôi xin lỗi cô Tám, tôi xin lỗi cô Tám. Đáng lý ra tôi ở, tôi nói chuyện với cô lâu lắm. Dạ. Nhưng mà cái thứ này tôi không ưa. Nói dạ. Xin lỗi cô nghe. Dạ. Cái thứ này chơi không có vô, cô hiểu không? Tôi ghét cái thứ này lắm. Tôi biết. Thôi bây giờ tôi xin phép cô tôi về. Dạ. Rồi bữa nào đó rảnh rỗi tôi với cô ngồi nói chuyện tiếp. Dạ. Dạ. Tôi không phải như cái thứ này đi nói xấu bạn bè như cái thứ này. Nghe cô. Cái thứ này là không phải bạn của tôi. Dạ. Không. Nhưng mà cũng không phải bạn của cô. Cô đừng chơi nó không có tốt đâu. Dạ sao vậy? Sao vậy? Nó không có tốt. Dạ. Đó. Đứng nói chuyện với nó nhớ cái cú ngày xưa không? Dạ sao? Tôi dặn rồi đó. Dạ. Bây giờ nó già rồi mà da mặt nó vẫn còn mụn á. Dạ. Đứng nói chuyện nó xa xa ra. Dạ. Chứ đứng gần nó sùng lên một cái mụn nó búng vô mặt cô là như bom bi luôn á. Dạ. Thôi tôi về nghe. Dạ. Vậy đi. Dạ. Thứ gì đâu không? Thứ mà nhiều chuyện mày ác như anh Năm ơi. Có trời hai mày coi nè. Ôi da. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi ông tét. Thấy không? Té cái gì mà té? Cái này là bị trời hại nè. Cháy mít rớt cái đầu luôn thấy không? Mà mít phải mít thúi không nói, mít xanh lè nó rớt cái đầu á. Thứ ác đâu. Tôi nói anh Năm nghe, mình bè bạn với nhau không à. Đợi đó an ủi ông đỡ. An ủi gì? Cái này á bây giờ thấy mà té vậy á, mít đập vô đầu mà mình không ra đỡ người ta nói mình còn ở ác nha. Dạ đúng rồi đó anh Năm. Dạ. Bạn bè cãi lộn. Dạ. Nhưng mà bên ngoài mình nén lại. Dạ, dạ. Mà bên trong mình vẫn thù nè. Dạ. Đó. Bây giờ ra đỡ mà thù nè. Dạ. Bực đó mình. Là bè bạn mà anh Năm. Đó chưa mà nát đầu mà chưa mà chờ cái đầu lủng lỗ. Có chừng đó anh Năm ơi. Bưng trời đất ơi. Rồi đủ hai trái luôn. Trời ơi. Mấy ông này sao tới nhà tôi quậy tôi hoài vậy không biết nữa trời ơi. Lộn ơi. Lộn. Dạ. Dạ. Cái gì vậy má? Lộn ơi. Dạ. Con đi qua nhà bác Sáu Bảnh liền cho má con ơi. Qua nhà bác Sáu. Đợi. Đi để đi 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 qua Bảnh đi đi. Quan hôn má. Con ơi là con ơi con mừng quá. Chờ em lang mai trắng là trôi trời ơi. Chờ em từng cơn gió về đây trời ơi. Trời ơi từng cơn gió về đâu trời. Ngựa tới rồi. Ngựa đâu con nè. Ngựa cái gì mà ngựa hoài à. Mày mắng gì à? Thì con kêu tía nãy giờ tía ngồi tía hát không à. Tao đang nổi điên nè. Ta đang chờ tiếng gió ngựa nha. Mày làm gì canh 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 hả? Thì tiếng làm gì tiếng ngồi đây tiếng hát hoài mà con kêu tiếng cũng không nghe nữa. Cũng tại bay không chứ vợ tao đâu khùng vậy. Phải kia bay nói thiệt với tao đi. Thấy không? Để cho tao giải quyết một cái đi.
giấu giếm chi, tới giờ này tao qua tao năn nỉ người ta mà người ta chưa qua nữa, mày coi ác không? Tía nói vậy sao được, tự nhiên cái bây giờ con mà nói ra cái chuyện đó cái tía giết con chết chết làm sao? Nghĩ gì kỳ cục à? Hùm dữ không nỡ ăn thịt con mà, không lẽ là tía đi giết con tía hả? Cùng lắm mà tao bực bội rồi tao chửi láp giáp vài tháng thôi gì dữ à? Trời ơi, chửi đó còn chết hơn nữa. Thôi bây mà giờ tía ơi, tao qua tao mời người ta mà người ta không qua. Dạ. Coi, bây giờ tao chỉ cần cô Tám mày bước chân qua đây, tao nói một lời xin lỗi với bà. Bà mà chịu tha thứ cho tao, tao ăn chay một tháng. Phải không á? Tao nói thiệt mà. Bà mà chỉ cần nói ừ tôi tha lỗi cho anh, tôi ăn chay liền lập tức một tháng. Thiệt không đó? Thiệt, lời tía nói tía hứa mà. Chính miệng nói ra đó. Chính nghe. Miệng của tía. Tôi nè. Hả? Trời ơi tía ơi, tía giật mình gì mà. Dạ tía chào anh Sáu. Ngồi vô. Mới hứa ăn chay sao linh dữ vậy ta? Ở vậy giờ phải ăn chay dạ, thiệt rồi thấy không? Cô Tám mới qua chơi. À rót rót nước cô Tám ngồi. Mấy ngồi lấy rót nước. Dạ, ngồi, dạ, ngồi, dạ, cô Tám ngồi. À con. Dạ, dạ, à, cô Tám uống miếng nước. Dạ, mà, cô Tám. Bữa nay cô Tám không có ngựa ha. Thế trời. Cái gì vậy? Tía. Trời đất ơi, nói gì vậy con? Gì ngựa? Ai ngựa? Anh nói gì? Tao có nói gì đâu. Ui, tía mới nói cô Tám không có ngựa hả? Là ngựa sao? À không không. Ý tôi hỏi bữa nay cô không có đi ngựa hả? Dạ không, má hết đi ngựa luôn rồi bác Sáu. À vậy hả? Sao rồi con? Dạ nó bị gãy xương sống rồi. Trời ơi. Trời sao ơi. Dữ vậy? Từ bữa nhảy lên cây á, nhảy xuống gãy luôn á. Trời ơi. Ai biểu mày nói cái thằng này mắc gì thì tao dẫn miếng nha rồi mày nói mà. Cô Tám ơi, mày giết tao mà. Có gì đâu dữ à. Mình cũng người trong nhà không có gì đâu mắc cỡ. Nghe không đi ngựa là hiểu cái chuyện gì xảy ra rồi. Cô nhảy trên lưng voi còn gãy chứ đừng nói ngựa. Tía ơi sao vậy? Người ta qua rồi. Nói giữ mồm giữ miệng. Ô, xin lỗi cô, xin lỗi cô Tám ngồi chơi cô Tám. Dạ. Dạ, dạ cô Tám ngồi cô Tám. Cô Tám ngồi uống miếng nước. Má ngồi đó. Vậy bữa nay cô đi bằng gì? Dạ bò. Tôi nói cô Tám nghe. Cái lỗi là lỗi của tôi. Bây giờ tôi hồ đồ như vậy, cô biểu tôi quỳ từ đây tới nhà cô, tôi xin lỗi cô, tôi cũng chịu nữa. Đàn bà con gái còn đẹp như vậy bò làm chi, nó lát rồi gối. Trời ơi, bà Sáu ơi, má em đi xe bò. Xe bò. Xe bò, xe bò. À đi, đi xe bò hả không? Dạ. Đi xe bò hàng chi nó im như xe hơ. Dạ. À, uống nước. Dạ, 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 mời cô Tám uống nước. Bình tĩnh tí ơi, bình tĩnh lại. Cảm ơn cô. Dạ. Bữa nay cô qua chơi. Dạ. Không mấy giờ cô Tám ăn cỏ nha. Trời đất ơi. Ai ăn cỏ? Trời đất ơi. Hả? Sao tôi cho má về đó con ơi? Không không, lấy cỏ, lấy cỏ cho bò ăn. Lấy cỏ cho bò ăn, hiểu lầm đấy không? Lấy cỏ cho bò. Bữa nay tía con nói cái gì á? Mà tía Tám không biết gì trơn. Tía con quýnh quán quá từ sáng giờ mong cô Tám qua. Dạ. Tao quýnh quán bây giờ không biết ăn nói sao á. Bò. Sao vậy? Tía, cái gì vậy? Bà Sáu gì vậy? Trời ơi, không biết nha, cái con quỷ nào nó cởi con bò này nha. Mà con bò nó mệt, cái mặt nó quạo thấy ớn luôn. Con quỷ nào chắc cũng dữ dội lắm nè. Con bò. Dạ, quỷ này nè. Ui. Sao mày không nói cho tao trước? Nói gì nói, chưa nói là ban liền nữa. Tao thấy nó quạo thiệt chứ bộ. Tao xin lỗi đi. Để tao gỡ. Không, hồi nãy mới bước chân ra đó là thấy con bò nó cười. Nó cười. Xong rồi à, nhìn sâu vô ánh mắt của nó hình như nó thầm cảm tạ người chủ nó đó. Thiệt. Sao chỉ đó? Có cô thôi. Sao anh? Tên nó con bò đó nha. Dạ. Không có con nào mà có cái eo đẹp như cái eo con bò nhà con. Dạ, dạ bác Sáu. Nhưng mà ác là bị nó đi bốn chân, con hiểu không? Dạ, 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 dạ. Nó đi bốn chân thành thử cái eo nó ở trên lưng vậy nè. Đó. Chứ còn nó hạnh phúc lắm. Trời ơi, tí nói riết thì lộn tùm lum hết trơn vậy. Mà đi bò về, eo ép vui gì? Mà. Cô dạ, cô Tám ngồi chơi sao xin lỗi mà đừng có giận cô Tám. Cô Tám ngồi chơi đi. Dạ. Nhõng nhẽo nữa mệt ghê. Cô Tám ngồi chơi. À tôi tới giờ này không mấy cô Tám ăn cỏ nữa đi. Trời ơi gì vậy? Cỏ hoài tí ơi, sao vậy? Cỏ hoài hả? Trời ơi, năm tài kia. Đây, bình tĩnh lại. Dạ, bình tĩnh lại giùm con đi. Bác Sáu bình tĩnh rồi bác. Nắm tay đi. Đây.
để tao bình tĩnh tao nói. Nắm nói tay đi. Má lại con dạ, dạ 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 đi, đi. Không má quýnh cha này chắc chết quá. Ê nó khè tao mày. Trời. Ê nhịn giùm con cái. Sao nó hăng điều vậy trời. Mới vậy. Mày nói đi nói đi nói. Nắm đi. Nắm tay nha. Dạ. Cô Tám à, bữa nay đó tôi mời cô qua đây. Dạ. Cô đã nhận lời mời của tôi. Trời hay quá. Cô qua tới nhà tôi. Trước tiên tôi không biết nói gì. Nói đi. Là cảm ơn cô. Trời hay quá. Và câu thứ hai mà tôi cứ ấp ủ trong lòng tôi hoài, tôi chờ đến một ngày nào đó tôi gặp cô để tôi muốn nói với cô rằng. Nói đi đi. Cô Tám. Dạ. Cho tôi xin lỗi nha. Không có chi, không có chi. Không có chi. Chẳng lẽ cô quánh tôi. Trời ơi. Được câu đầu cái hỏng cô sau rồi. Giờ sao? Mau giờ nói đi. Nói đi. Cô nói, Tám à. Nói. Ý tôi muốn nói là vậy nè. Một người Tám thôi chứ đâu ba bốn người Tám dữ vậy. Vô thăm con mày đây. Vô thăm con mày. Sao kỳ cục. Không biết gì hết. Bởi tôi nói sắp nhỏ bây giờ nó cứ mà chết rồi. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi. Ngày xưa lạc được, bây giờ lạc là mất luôn đó. Cô Tám, tôi đừng đuối nữa Bảnh ơi. À, tôi cũng mà anh muốn nói gì? Thì tôi cũng muốn nói. Nói đại đi. Sao? Muốn nói gì anh nói đi. Thì sao Tám đẹp quá. Tôi đẹp từ hồi nhỏ tới giờ chứ đâu phải mới đẹp mà. Nhan sắc này chứ giết người quá trời. Anh muốn nói cái gì anh nói đi. Thôi vậy. Sao? Nói gần nói xa hôm qua nói thiệt. Bữa nay á cô qua đây tôi rất là mừng. Nãy giờ tôi vui trong bụng quá mà tôi làm nhiều cái chuyện coi nó không được. Dạ. Giờ tôi bình tĩnh trở lại. Dạ. Thì tôi chỉ muốn nói với cô một điều thôi. Điều mà tôi ấp ủ là cô á cho tôi xin lỗi nha. Mót à, ra coi thắp nhang cho cô Tám lên đồng á. Ai giữa hả? Ai giữa? Vô chưa? Ai giữa? Ăn giữa tôi. Trời. Thôi không đủ khả năng giữa Tám đâu. Giữa Tám là chết luôn á. Xin lỗi đi. À cái chuyện dựa chắc để lần sau. Lần này nói chuyện sắp nhỏ. Chuyện mình bỏ qua bên cũ. Dạ. Tôi thật sự ra là tôi muốn nói một cái điều là cô Tám cho tôi xin lỗi đi. Có câu này nói hoài hay sao? Tỉnh ơi. À, tôi thích đàn bà bạo lực vậy đó. Yếu ớt quá không chịu. Nhà một đứa yếu được rồi. Yếu quá coi kỳ lắm. Giờ tỉnh rồi ha. Một cái đập bàn của cô thôi Tám ơi. Làm chết lòng sáo liền. À dậy đi. Thôi bây giờ anh ngồi đi. Bây giờ tôi với anh già lớn rồi. Thì bây giờ anh có con tôi cũng có con. Bây giờ tôi với anh ngồi đây làm xuôi da thì quá tốt rồi.
Tại sao anh mời tôi qua đây anh không nói, mà anh nói cái gì lung tung beng mà nói dòng do tam quốc vậy? Tôi bị rối. Ý tôi muốn mời cô qua đây đặng nói cái chuyện đó đó. Nói cái chuyện giữa con của anh với con tôi chứ gì? Thì vì thở theo lời yêu cầu của anh thì tôi qua rồi. Sao anh nó vô vấn đề mà anh cứ nói chuyện gì đâu không vậy? Bây giờ ý con sao cô cho tôi biết đi. Bây giờ ý của tôi là tôi muốn cho anh mời bà con dòng họ của anh, bà con dòng họ của tôi qua để tính cho hai đứa nhỏ. Vậy là quyết định luôn ha? Thì tôi quyết định, tôi mới qua đây. Trời nè. Ơi biết vậy nãy giờ. Ý, cháu nội tôi khóc. Cháu ngoại của tôi. Bây giờ xin phép anh cho tôi vô tôi thăm cháu tôi chút. Cô vô thăm đi. Dạ. Cháu của cô mà. Tôi nói cô nghe. Dạ. Tôi đẻ đứa con gái ra nha. Dạ. Nuôi mấy chục năm trời. Dạ. Thấy không, bây giờ nó đẻ đứa cháu ra nó không giống bên ngoại. Dạ. Nó giống bên nội y hệt. Dạ. À tôi có phước quá. Thiệt bồng đi hàng xóm là biết cháu của bà Tám Sumo. Dạ. Tên nơi bà cháu mà đẹp điều vậy đó. Dạ. Cái thiếu thước hai này hai thước. Trời ơi cái cha già này kỳ cục ghê. Nói gì đâu không à. Hên quá có đứa nhỏ nó cứu chứ không chết nữa. Bị vui quá nó vậy đó. Thôi công chuyện vậy cũng rồi. Giờ chuyện của con mót xong, bây giờ là mời quan khách coi bạn bè có ai đâu. À, hàng xóm ba người tía, năm cự. Tía, tía ơi con thấy Tám vô nhà mình vậy là chịu vô nhà rồi là vui rồi. Sắp có đám cưới rồi nghe. Ủa sao vậy? Sao mà có đám cưới mà tía buồn vậy hả? Tía. Vui không nổi con ơi. Sao vậy? Bây giờ chuyện cô Tám con. Dạ. Tía lo xong. Bây giờ còn chuyện bác Năm Cự. Giờ tao không biết làm sao tao nói chuyện với ông Năm Cự. Sao mày nghĩ đi con, nghĩ đi. Bữa hôm đó tự nhiên tao a thần phù vô nhà người ta, tao hốt bằng thờ người ta, tao đổ xuống sông. Bà mẹ nó chưa chém tao là mai rồi. Giờ nói gì vậy? Đó, tí thấy không? Tại vì tí nóng tính quá đó. Bây giờ vậy đi ha, tía cứ thử làm theo con lần coi làm sao ha. Không ấy á, bây giờ tía chịu khó đi, tía đi qua tía nói với bác Năm á là bác Năm á có một người con trai á chưa có gả vợ. Không ấy tía có con gái nhỏ đó chưa có gả chồng. Cái giờ hai người lớn mình ngồi mừng xuôi với nhau rồi cái thôi đừng có gây lộn nữa. Vậy ha tía? Không được con. Được mà tía. Con đừng vì cái tình cảm bạn bè của tía. Dạ. Mà con... Thôi tía không có ép con được. Tía, nhưng mà con khoái ép. Tía, tía ép con liền đi tía. Con năn nỉ tía đó. Tía nói con nghe. Dạ. Tía biết là con thương tía nhiều lắm. Dạ. Nhưng hạnh phúc trăm năm của con, sau này con không có hạnh phúc, tía sống cũng đâu có vui vẻ gì. Dạ. Đừng hy sinh vì cái tình bạn của tía mà dạ, phá vỡ hạnh phúc một đời của con. Dạ con biết. Nhưng mà bây giờ hy sinh đời con cũng cố đời tía. Tía ơi, tía ép con đi, tía mà không ép mấy con nhảy xuống sông nha. Tía mất con luôn đó, bây giờ con nhảy thiệt nè, tía ơi. Ê, thôi con. Dạ, ép liền đi. Nha, nha, tía hứa nha, tía hứa tía ép nha. Sao con hiếu bất ngờ quá. Dạ, con là vậy đó tía. Nhị thập tứ hiếu ghi thêm một tên nữa rồi. Dạ, con đó. Bây giờ tía. Sao? Dạ, bây giờ mấy mình đi về quê đi, mình đi về bắt Năm liền đi tía. Đi liền giờ dạ, ha dạ, đi. Chờ tía lấy cái nón dạ, đi rồi thôi mình đi. Mình đi liền giờ luôn đi. Không đó, đợi chờ mình. Chờ đi tí. Khỏi. Ý bác Năm. Khỏi cần qua. Bác Năm qua tới. À, anh Năm qua chơi. Không qua chơi. Qua đây mần việc. Thôi công chuyện tôi mần hết rồi. Ngồi uống miếng nước anh Năm. Rót nước bác Năm đi con. Cảm ơn. Uống nước mía rồi. Lớn tuổi rồi uống nước mía nó đau bụng. Uống miếng trà gừng cho nó ấm nè. Ngồi đi anh Năm. Ngồi chơi. Ngồi bắt đầu làm việc. Có việc gì đâu mà uống đó. Nước hả? Hai việc. Việc gì? Việc thứ nhất đòi danh dự. Tại sao? Tại sao xúc phạm tôi với thằng con trai tôi là sao? Hả? Tôi nói anh Năm nghe. Tôi nhận là tôi hồ đồ. Thôi thì bây giờ như vậy, chỗ tôi với anh là bạn bè từ nhỏ, thấy không? Còn đây con gái tôi chứ cũng không ai xa lạ. Nếu anh mà đã chấp cái lỗi này trước mặt anh với lại con gái tôi nghiêng mình tôi xin lỗi với anh nè anh Năm. Tốt, có lỗi mà biết nhận lỗi là tốt. Tha thứ. Ờ vậy đi cho khỏe. Chưa hết. Mới có một việc là đòi danh dự. Việc thứ hai đòi vàng. Vàng gì đâu đòi. Đôi bông tai vàng 4 số 9. Ai ăn giọng gì cái đó đâu nói. Ê
đừng có nói là quánh bài thua đem đi cầm nha. Nhắc thử. Tía à, tía đừng tía. Vừa phải thôi nghe. Tôi nhường anh một bước rồi. Tại sao vậy? Anh đang đứng danh dự của tôi. Từ xưa tới giờ tôi chưa mượn ai một cắt bạc nào để quýnh bạc nghe anh Năm. Tía. Nói vậy thì đôi bông tai đâu, đem ra đây đưa đây. Cái đôi bông tai đó. Tía ơi đừng có gây lộn mà. Bước ra ngoài. Tía đừng mà. Bỏ cái tai xuống. Tía. Bỏ xuống. Dạ. Tía ơi đừng mà tía. Bông tai nó nằm trên tai con gái tôi đó. Anh muốn gỡ muốn tháo, anh muốn làm gì anh làm. Anh được không được hạ nhục danh dự tôi như vậy. Làm chứ. Tháo xuống. Về gã cho con trai tôi. Đừng có thách cái thằng Năm Cự này. Tía trời ơi, ơi nó khốn nạn quá trời. Khốn nạn cho bạn quy trái lựu đạn. Thách tao. Trời ơi nó dã man quá trời. Dã man mày ăn quy trái khoai lang. Trời ơi nở lòng nào Năm Cự ơi mày tháo đôi bông của con nhỏ đang đeo, mày suy nghĩ lại lòng mày, mày làm như vậy mày có vui không? Trời ơi mày lên. Tao mà ác đổ cho mày phỏng cái ót mày rồi. Ấy mày có khùng không mày? Sao mày rên quá vậy? Mày biết tao mỗi lần mà căng thẳng lên là mày quất một câu là tao xìu biết không? Biết vậy mấy cha ơi. Thôi được rồi, tao khỏi cần gỡ. Vậy đi. Không. Nhưng có cách khác. Nghe tao hỏi. Ai là người đeo đôi bông cho cô bé này? Trời ơi, có ai xa lạ đâu thì cái thằng lùng mã tờ... Cái... Lùng nào mày? Lùng nào? Hả? Mày nói nghe coi. Thì cái thằng con bé bé xinh xinh của anh chứ ai? Mày biết chơi chữ quá. Nghe cũng dễ thương thiệt. Thôi được rồi. Tao kêu nó ra. Được. Phai Munich. Thấy chưa? Mày thấy nó bảnh chưa con? Cái này mới gọi là bảnh à. Chứ mày là không có cắt nào hết á. Được. Nghe tí hỏi. Có phải con là người đeo đôi bông tai cho cô bé này không? Đúng. Vậy thì tí trao quyền quyết định cho con. Con để hay là không? Thưa tía, thưa bác Sáu, đôi bông tai là bao nhiêu công sức mồ hôi cũng đổ trên đồng ruộng mà có. Nhưng quyết định không. Thấy chưa? Nó nói không. Nó nói không. Không, không. Tôi trả lại cho anh nè. Không được gỡ. Anh được. Tôi sợ. Thấy chưa Năm Cự? Sao mà tôi sợ? Thằng con mà nó xử đẹp hơn thằng cha. Đừng có qua, mày qua nó giết mày á. Con thương người ta mà tía. Ở đây tía lui luôn. Đừng có gì à. Tía ơi con thương người ta mà tía. Tía ơi. Không con phải qua đi già rồi. Nó hay lên máu, nó nhảy tưng tưng. Hồi nó chết này tao chịu á. Đi qua đi rồi nhớ về nha. Tía ơi con thương người ta mà tía. Cô. Tía đồng ý hả tía? Trời ơi tía giả bộ thôi. Đang thấy cái biểu hiện mừng tía con. Mừng nó xúc động là gì đó. Trời ơi, sanh con ra đặt tên cho con là được. Bây giờ mới thấy được là con. Nãy giờ chẳng qua thử thôi. Cho giả đào máu chứ. Tía. Mày hay quăng lựu đạn lắm. Ê, nói nghe, cái tim còn nằm ở cũ không? Ê, khỏi, bây giờ tao hít sáo không kêu là. Khó, dạ con biết. Nghĩ sao Năm Cự? Hả? Mà có tin là tao rút cặp trường con là tao quất mày không? Ồ, cái này bỏ vô nồi xíu quách đi hả? Bạn bè chơi ác thấy ghê luôn à. Ghê gì ghê. Hồi nãy vô nói đại cho rồi đi. Bởi vì anh á. Trời chưa tới giờ không bỏ cái tật này. Cái tật này bà chết anh nhé. Bực bội làm chút xíu nữa tôi lên tim luôn. Lên tim không chịu hỏi con gái rồi cứ lo chữ lộn người ta. Ai biết đâu. Quá khứ bỏ, tính hiện tại. Đúng. Bây giờ lo chuyện đám cưới hai nó. Mần liền vậy ha. Ok. Tôi nói cho anh nghe. Sao? Bị
con nhỏ rồi của tôi đó, còn học vài tháng nữa mới ra trường. Giờ thôi để cho nó tiếp tục việc học đi. Rồi. Với lại giờ công chuyện đang đê đê, mùa màng sắp tới. Thôi giờ tôi tính vậy, chỉ có cái thời gian này á mình mới quẩn mà mời bà con các nơi về nó cũng đông đủ cho vui. Là mình chờ ra viên đi cái mình mần ha. Rồi quyết định vậy đi. Ra viên mình mần anh 6 giờ năm thật là quá đáng. Bây giờ lo cho hai đứa đó, còn hai đứa nhỏ con của tôi cô đi. Cô yên tâm sao? Để tôi tính luôn. Cô biết. Cô có cháu rồi.